Chắc xin phép bắt đầu. Kính thưa chủ tọa đoàn và kính thưa tất cả các anh chị ở các đầu cầu, thì hôm nay được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin đại diện ban phòng chống dịch của bệnh viện Từ Dũ xin trình bày về một phần là các phác đồ chẩn đoán và điều trị cái COVID-19 ở một cái đối tượng rất là đặc biệt các anh chị, thì đó là đối tượng là thai. Thì các anh chị biết rồi, những yếu tố nguy cơ cao đối với lại những người mắc COVID là các anh chị biết là dưới 1 tuổi, trên 50, đó nói về tuổi, là những đối tượng đặc biệt. Bệnh đối tượng thứ hai là những cái đối tượng có lý nền, bệnh lý nền bao gồm cả là những người béo phì, tính là một cái tình trạng lý nền. Cái đối tượng thứ ba là đối tượng là mang thai. Đó thì các anh chị thấy ba đối tượng này là ba đối tượng được yêu cầu chăm sóc đặc biệt khi mà họ mắc COVID-19. Và trong cái chiến lược mà dự phòng đó, các anh chị cũng thấy là khi tiêm vaccine đó, cho những cái đối tượng mà ưu tiên đó, người ta lựa chọn đối tượng này trước, là những đối tượng lớn tuổi, là những đối tượng là có bệnh lý nền, là những đối tượng mang thai. Thì đó, đây thì hôm nay cái chủ đề của mình trình bày đó là sẽ cư trú ở một đối tượng rất đặc biệt trong ngành sản y khoa, là những đối tượng mang thai. Thì các anh chị thấy là chắc em xin phép là cũng lượt qua tí xíu về cái số liệu này mới nhất này các anh chị. Lấy cái số liệu trên thế giới về Minh là bố học rồi, Minh người bị áo mày lên. Và đến giờ này chính trên thế giới chúng ta 220 triệu, trong đó tỷ lệ cái số tử vong là mình hơn 4.5 triệu rồi, có nghĩa là tỷ lệ tử vong chung của người mắc COVID-19 trên thế giới là khoảng là 2%, chia ra là khoảng 2%. Trong đó thì dành riêng cho đối tượng mà thai kỳ á, tử vong là con số là 0.8 đến 4%, con số này thấp hơn so lệ của chung. Ở Việt Nam của chúng ta thì lấy cái nguồn mà cái trang NCOV của Y tế các chị, thì cho đến giờ này Việt Nam mình là mắc là hơn là 460.000 trường hợp, tử vong là hơn 11.000 trường hợp, thì chia ra tỷ lệ là tử vong mình là 2.4%, thế giới là 2%, tỷ lệ tử vong chung của Việt Nam mình là 2.4%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì cho đến giờ này mình mắc là hơn 150.000, hơn 150.000, và mình tử vong thành phố Hồ Chí Minh mình tử vong tiệm cận 5.000 các chị. Cho nên là chia ra tỷ lệ tử vong của thành phố Hồ Chí Minh mình là 3.2%, có nghĩa là có thể là cao hơn cái tỷ lệ tử vong chung của Việt Nam mình là 2.4%. Riêng bây giờ hôm nay chúng ta đang nói về cái đối tượng là thai, cho nên là em cũng lấy được những số liệu riêng cho thai phụ cái nguồn á, thì lấy cái số liệu từ cái trang báo cáo quyền quản lý về người mắc COVID-19 của Sở Y tế, cũng như là tham khảo các số liệu từ bệnh viện Dã chiến 1, bệnh viện Dã chiến số 7 là những bệnh viện Dã chiến mà bệnh viện Từ Dũ được Sở Y tế phân công là phụ trách, trong đó là những đối tượng mà đủ điều kiện cách ly điều trị ở bệnh viện Dã chiến có yếu tố sản khoa, thường là xu hướng sẽ chuyển về bệnh viện này. Cho nên số liệu cho đến giờ này á mà mình thống kê được á, thì tỷ lệ tử vong chung á là 1.9%, nghĩa là thấp hơn so với tỷ lệ tử vong chung của thành phố Hồ Chí Minh là 3.2%. Nhưng mà nếu mà riêng về cư trú những đối tượng mà đặc biệt cần phải nhập viện á, điều trị á, thì là tỷ lệ cao hơn các chị là 2.5%, nhưng mà cũng nằm vào khoảng là vẫn còn thấp hơn. Thế thì cái mục tiêu của chúng ta điều trị để làm gì? Trước khi mà em nói về cái phần bắt đầu điều trị thì khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp thai mắc COVID-19 như thế này thì cái mục tiêu của chúng ta là làm gì? Thì đầu tiên mục tiêu điều trị chúng ta đó là mình phải giảm, cái đầu tiên là mình phải giảm mắc cái đã. Mà khi đã mắc rồi á thì mình phải giảm, người ta chuyển sang cái thể nặng nguy kịch. Nhưng khi đã vào nặng nguy kịch rồi thì mục tiêu á là mình giảm tử vong. Đó thì cái đó là cái chiến lược điều trị mình phải đạt được. Thì từ những cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Và bệnh viện Từ Dũ cũng vậy các anh chị, thì từ đầu khi mà được lập là một bệnh viện từ tháng 3 năm 2020, khi mà Sở Y tế phân công Từ Dũ là một cái nơi thành lập một khu cách ly dành riêng cho sản khoa cho các anh chị, chưa là như một bệnh viện điều trị COVID-19 chuyên sản khoa như bây giờ, thì chúng tôi cũng đã có những cái mày mò, những cái điều trị cho những sản phụ này. Tuy nhiên chưa có hình thành những cái quan điểm điều trị rõ ràng như hiện nay. Và từ khi mà được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân công cho bệnh viện Từ Dũ chính thức là một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và mang thai, thì trong giai đoạn đầu thực sự là đúng là không phải riêng Từ Dũ các anh chị,
mà cả thế giới, khi mà chúng tôi tham khảo những nguồn tài liệu trên thế giới, cả thế giới cũng có ít số liệu, cũng như là họ cũng lúng túng trong vấn đề là tiếp cận và xử lý như thế nào là cho phù hợp. Thì khi mà đứng trước cái những cái thách thức mới, đặc biệt là cái đợt mà bùng phát thứ tư này á, số lượng tăng cao, thì mình sẽ như thế nào, mình sẽ điều trị như thế nào để mình đạt được cái mục tiêu mà như hồi nãy lúc đầu em nói là tránh cho người ta không vô thế nặng. Nếu đã mắc rồi là không nặng, mà nếu đã nặng rồi không tử vong, thì phát đồ điều trị là một công cụ, hãy nói là hướng dẫn cái gì, định hướng cái gì để chúng ta thực hiện cái điều này. Thế thì phát đồ điều trị này sẽ có lịch sử như thế nào? Thì các anh chị biết là đầu tiên là Bộ Y tế có một cái phát đồ, một cái hướng dẫn, ban hành một cái hướng dẫn điều trị COVID-19 chung thôi các anh chị, chung thôi chứ không dành cho thai phụ. Đến ngày 14 tháng 7 là một phiên bản thứ 6. Phiên bản thứ 6 thì các anh chị thấy là cái phiên bản thứ 6 có nghĩa là sao? Từ khi mà đại dịch này xảy ra, các anh chị ha, cuối năm 2019 mà bùng phát chính thức là từ tháng 1 2020 đó các anh chị. Đó, thì thay đổi liên tục. Bộ Y tế chúng ta thay đổi liên tục thì cũng tập trung theo thế giới thôi các chị, thế giới cũng thay đổi liên tục luôn. Thì quan điểm điều trị nó không có cố định và cũng cả thế giới không có kinh nghiệm. Cho đến 14 tháng 7 là cái phiên bản thứ 6, thì từ phiên bản này trong cái giai đoạn đầu chúng tôi áp dụng thì dùng riêng cho cái phiên bản này thì có đôi lúc thì nó không phù hợp với anh chị, không dành riêng cho đối tượng sản khoa. Cho nên là trong quá trình mà tiếp nhận điều trị, ban giám đốc bệnh viện nhận thấy là cần phải có một chiến lược điều trị, một cái cần có khoa học để dẫn đường các anh chị. Thế thì là ngày 4 tháng 8 2021 bệnh viện Từ Dũ chính thức là ban hành một cái phác đồ điều trị dành riêng cho những trường hợp mắc COVID-19 và trong thai kỳ các anh chị ha. Và cái phác đồ điều trị này chúng tôi cũng trước khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi cũng có công gian báo cáo Bộ Y tế, Bộ Sức khỏe mẹ trẻ em, cũng như là báo cáo lên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến ngày các anh chị thấy đến ngày 18 tháng 8 nghĩa là khoảng là 2 tuần sau các chị, thì Bộ Y tế cũng ban hành có phát đồ các anh chị, có phát đồ hướng dẫn tạm thời về dự phòng xử lý COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Thì cái phần này là nãy bác sĩ Từ Anh có nêu rồi các anh chị, trong cái phát đồ này nếu mà nói về cái phần sơ sinh của bác sĩ Từ Anh đó, là thay đổi thẳng một cái quan điểm luôn trong gia kỳ gia luôn. Còn trong sản khoa thì như thế nào các anh chị ha, thì như thế nào? Thì cái phần trình bày của em ở đây em sẽ trình bày 6 phần các anh chị, sẽ nói về những cái nét chung thôi trong cái những trường hợp mắc COVID ở trong thai kỳ và cái diễn tiến của một cái quá trình bệnh sẽ như thế nào từ lúc người ta mắc đến khi người ta có những triệu chứng nhẹ, hoặc là ta vô cái thể viêm phổi, sau đó ta vô nặng nguy kịch nhiễm trùng huyết, hoặc là chứng hô hấp cấp, cơn bão cytokine, rồi hỗ trợ hô hấp như thế nào, cuối cùng người ta diễn tiến người ta khỏi bệnh hay là tử vong. Đó là một quá trình diễn tiến chung. Thế thì cái mục tiêu mình là mình chẩn đoán như thế nào, mình có chiến lược mình điều trị như thế nào đó, để cho đạt cái mục tiêu trên. Và có một cái phần quan trọng dự phòng lây truyền cho trẻ, cái này bác sĩ Từ Anh nói nguyên cái chủ đề gì hôm nay rồi, em chỉ trình bày riêng về một cái phần gọi là liên quan đến sản khoa người mẹ mình thôi các anh chị, không nói về trẻ sơ sinh, chỉ nói chuyên đề về cho người mẹ thôi. Và cái quan trọng là khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta mong muốn ra viện thì khi nào, và sau ra viện chúng ta thay đổi người thai phụ này như thế nào. Thì đó là những nội dung chính mà em xin phép để trình bày trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thì cái đầu tiên các anh chị, mang thai khẳng định mang thai thì không làm tăng cái nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 giống nhau là những người trong cộng đồng. Tuy nhiên ở đây các anh chị, cái nguồn dữ liệu có thể là khác các anh chị. Chúng tôi lấy nguồn dữ liệu chính thức từ những nghiên cứu của cái khối là châu Âu, khối Anh, thì họ khẳng định là mang thai thì không làm tăng nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 các anh chị. Nhưng mà đọc những cái tài liệu của Trung Quốc hoặc là ở Mỹ các anh chị, thì họ có những cái con số họ báo là nó tăng nhẹ nguy cơ. Tuy nhiên là những cái nghiên cứu của họ thì họ không nói thẳng vô là những trường hợp mà nhiễm cái con SARS-CoV-2 này trong thai kỳ. Họ nói đang nói chung là nói chung về những con virus corona thôi. Cho nên là chúng tôi lựa chọn cái số cái nguồn từ châu Âu, từ Anh. Thì cái này cũng phù hợp với lại là cái trong cái phác đồ của Bộ Y tế của chúng ta. Tuy nhiên cái nguy cơ mang nhiễm thì không khác nhau giữa cái nhóm mà mang thai và nhóm không mang thai. Tuy nhiên khi đã nhiễm thì rất dễ diễn tiến nặng các anh chị. Khi đã nhiễm thì rất dễ diễn tiến nặng các anh chị. Và đặc biệt luôn là họ có một tỷ lệ nhập ICU cao hơn các anh chị. ICU cao hơn.
và những cái biến chứng liên quan đến sản khoa như là thanh non thì sẽ nhận hoặc là thai chết trong tử cung, thì những cái phần này là có biến chứng này được y danh ghi nhận. Tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tử vong chung của thế giới như hồi nãy tôi điêu đó các chị thì là khoảng là 0.8% các anh chị ha, 0.8% đến 1%. Còn tỷ lệ của bệnh viện Từ Dũ cũng như ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh á, thì ở trong bài này em không có ghi cụ thể bởi vì nó có tính cập nhật. Cho nên là hồi nãy em có nói với anh chị lúc đầu rồi đó, tỷ lệ tử vong là cũng có sơ lược qua. Và những yếu tố làm mà tăng nặng não thiên cái tình trạng bệnh này, ví dụ như người sản phụ đó, cái người sản phụ đó là cái tuổi lớn tuổi trên 35, người đó có thể trạng béo phì hoặc là người đó có nhiều bệnh lý nặng kèm theo như là tăng huyết áp thì sẽ dân cũng như là đái tháo đường trong thai kỳ sẽ làm nặng hơn thêm một cái tình trạng bệnh của nhiễm covid trong của nhiễm sars cov 2 trong thai kỳ. Diễn tiến bệnh thì như thế nào anh chị, diễn tiến bệnh thì như thế nào thì giống như những người chung thôi các chị, thời gian ủ bệnh cho cái từ 2 đến 14 ngày. Riêng cái con mà cái chủng Delta đó thì các anh chị biết cái chủng Delta đó thì nhanh lắm 2 ngày. Còn trước đó chúng ta có rất nhiều chủng các anh chị ha. Cái lần đầu tiên chúng ta phát hiện thì con SARS-CoV-2 thì ở Vũ Hán. Sau đó chúng ta có những chủng là Gamma, chủng Gamma ở Peru, rồi chủng Alpha ở Anh, rồi chủng Beta ở Ấn Độ. Thì sau này chúng ta lại có một cái chủng Lambda nữa các anh chị. Chủng Lambda thì cho đến cái này là ở Nam Mỹ, bùng phát ở Nam Mỹ, cho đến cái này là bên Nhật cũng phát hiện được các anh chị. Thì cái phần này nó chưa có ở Việt Nam cho nên các em xin phép là không có đề cập thêm. Muốn nói là hiện tại chúng ta đang mắc là cái chủng Delta, chủng Delta là lây truyền ủ bệnh rất là nhanh các anh chị. Có thể 2 ngày là có thể là có các cái triệu chứng rồi. Và cái diễn tiến tự nhiên là 80% các anh chị hồi phục. 80% là sẽ hồi phục và 20% là sẽ diễn tiến nặng. Giống như cái phần trình bày hồi nãy em nói là khi đã diễn tiến nặng thì 5% sẽ cần phải có điều trị tích cực ICU. Rồi sau đó thì một cái thời gian diễn tiến theo cái sinh lý bệnh bình thường á, chị thấy nếu người ta ổn, mọi thứ ổn á, thì sau một cái thời gian phát bệnh á, thì khoảng 7 đến 10 ngày thì sẽ bình thường trở lại những cái dấu hiệu về lâm sàng và sau đó là khỏi bệnh. Chị ơi. Rồi, cái đó là cái diễn tiến. Thế thì bây giờ là mình chẩn đoán như thế nào anh chị? Chẩn đoán như thế nào? Thì lâm sàng, cái gì? Lâm sàng thì những cái triệu chứng có thể là trong giai đoạn hiện nay. Trong giai đoạn hiện nay, các cái phần này thì em cũng xin nói rõ, trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh mình đã có phủ vaccine thì cái triệu chứng có thể là không có rầm rộ như trước đó, thường là không triệu chứng là nhiều các anh chị. Nếu như chúng ta đã tiêm được 2 mũi vaccine hoặc là 1 mũi vaccine thì ít nhất được 4 ngày thì khi nhiễm thì thường gặp nhất là không có triệu chứng các anh chị. Còn nếu có các triệu chứng thì ho, sốt, đau họng thì những triệu chứng thường gặp nhất các anh chị. Còn mất khứu giác, vị giác thì rất hiếm các anh chị. Ở Từ Dũ thì chúng tôi cũng gặp một cái trường hợp là mất khứu giác rất rõ các anh chị. Ở đây là cặp vợ chồng mất khứu giác cả 2 người luôn. Cặp vợ chồng trước đó thì họ đến Từ Dũ họ điều trị, sau đó tự nhiên là bữa đó đi xuống cái nơi mua hàng nhu yếu phẩm của Từ Dũ, mua chai dầu. Thì mua cái chai dầu lên thì họ ngửi cái mùi dầu thì thấy là không có mùi, mất mùi dầu cái gì. Thì họ nói là họ đang nghi ngờ là dầu giả các anh chị, dầu giả. Thế thì cái là họ kể lại là tiếp theo thì họ mới đi thử cái vị mùi khác, thì họ vô lấy cái mùi chai dầu gội trước đó họ đem theo các anh chị, thì họ hửi luôn không có mùi. Thì lúc đó là hai vợ chồng tự chẩn đoán luôn là mất mùi rồi, là nghi ngờ, tự chẩn đoán luôn chị, nghi ngờ mắc COVID-19, báo cho khoa yêu cầu khoa làm xét nghiệm. Đúng là sau đó chúng tôi xét nghiệm ra thì ca này dương tiền. Thì đó là cái triệu chứng bị khứu giác của họ đó các anh chị, rất là điển hình, hoàn toàn không còn hửi được một cái mùi gì xung quanh mình hết các anh chị. Còn những triệu chứng khác thì ít gặp hơn các anh chị. Thì tuy nhiên là ở đặc biệt ở người mang thai đó, các anh chị lưu ý có những triệu chứng là có những triệu chứng gây nhầm lẫn các anh chị. Ở người mang thai thì cũng có những triệu chứng đôi khi họ cảm thấy mệt mỏi, họ thấy khó thở gì cái thai, ví dụ thai quá to chèn khó thở, hoặc là họ có những cái nôn, buồn nôn, ngạt mũi, thì các anh chị cũng nên là
chẩn đoán phân biệt những cái tình trạng những triệu chứng này. Thì cái tần suất xuất hiện á, thì nó triệu chứng ho là nhiều nhất anh chị, ho, sốt, đau họng là ba triệu chứng này. Thế đây là thống kê của Y Văn, nhưng mà thực tế khi mà chúng tôi tổng kết á, là khoảng trên 1.000 trường hợp tại bệnh viện Từ Dũ á, thì chúng tôi thấy triệu chứng ho, sốt và đau họng là nhiều nhất anh chị, ba triệu chứng là nhiều nhất. Rồi, còn đây là những cái phần mà Y Văn ghi. Rồi còn chẩn đoán cận lâm sàng thì cận lâm sàng là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán anh chị. Thì xét nghiệm PCR, real-time PCR là một xét nghiệm tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán phần này. Cái phần cái cách thực hiện rồi chúng ta lấy bệnh phẩm như thế nào thì chắc là các anh chị sẽ tìm hiểu trong buổi chương khác về cái cách lấy bệnh phẩm như thế nào là đúng các anh chị ha. Thì tôi xin phép là lướt qua cái phần này. Riêng trong cái chẩn đoán các thể bệnh đó các anh chị, thì chúng ta có một cái phần là viêm phổi. Trong các thể lâm sàng của COVID-19 có vô cái thể viêm phổi các anh chị, thể trung bình đó, thì muốn chẩn đoán cái thể viêm phổi này để chúng ta làm X quang phổi cũng như là trong một số trường hợp mà chúng ta cần, thường là chúng ta thực hiện X quang phổi là chủ yếu các anh chị. Còn cái quang kích chậu về mặt sản khoa hiện tại là không phải là một cái để chẩn đoán trong bức thường của chậu, thường là ta sẽ lựa chọn trên cái lâm sàng là chính. Cho nên là đặc biệt là những bệnh nhân mà đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện Từ Dũ thì chúng tôi gần như không thực hiện cái X quang cung chậu nữa các anh chị. Chúng tôi ưu tiên dùng chẩn đoán bằng cái phương pháp lâm sàng là chính anh chị ha. Và khi đã thực hiện X quang phổi thì chúng ta nên che chắn cái phần thai nhi các anh chị, chúng ta dùng tấm chì chúng ta che chắn. Và cái bức xạ chúng ta dùng phải là cái phần này những nhà X quang thì rất là rõ, tôi dùng dưới 50 mm anh chị ha. Còn cái CT phổi thì thực sự là chúng tôi cũng chưa có thực hiện cái phần này. Và trong Y Văn ghi là chúng ta cũng không cần thiết phải chụp để chẩn đoán cái thải viêm phổi đối với những trường hợp này. Thì trước khi các anh chị, trong cái chiến lược điều trị á, như lúc đầu em có trình bày á, thì chúng ta phải phân loại các anh chị. Chúng ta phải phân loại ra để về mặt quản lý chúng ta phân tầng điều trị các anh chị. Tại vì giống như các anh chị thấy là quốc gia mình nó có chia giới phân tầng các anh chị, ba tầng điều trị đó. Thành phố Hồ Chí Minh có giai đoạn là cũng chia là 5 tầng điều trị, nhưng cho đến giờ này điều chỉnh lại là 3 tầng điều trị. Thì dựa trên triệu chứng anh chị, tại vì dựa trên triệu chứng sẽ có cái điều trị phù hợp cũng như là có tiên lượng lành bệnh tử vong nó khác nhau, cho nên là phân tầng điều trị. Thế thì trong một cái môi trường bệnh viện thì các anh chị cũng phân tầng luôn cái nhóm nào để các anh chị có cái chiến lược điều trị khác nhau. Thì cho đến giờ này quốc gia của chúng ta căn cứ trên 5 mức độ phân tầng, phân mức độ lâm sàng để dựa vào đó chúng ta phân tầng điều trị. Thì các anh chị thấy chúng ta có 5 mức các anh chị ha. Cho nên là trên lâm sàng các chị cũng phân ra cái nhóm đầu tiên là cái nhóm nhẹ, nhóm không triệu chứng hoặc là nhóm triệu chứng nhẹ. Không triệu chứng lâm sàng có nghĩa là họ là người giống như bình thường các chị, họ không có thay đổi gì hết. Còn nếu họ có cái thể nhẹ có nghĩa là chỉ là những cái triệu chứng của viêm hô hấp trên các anh chị, sốt là ho là khó thở nhẹ, đau họng rồi cảm giác là người giống như những cái hội chứng cúm vậy các anh chị, thì lúc này cái đó là những cái triệu chứng chủ quan thôi. Còn nếu mà khách quan á thì dựa vô cái nhịp thở trên lâm sàng. Dĩ nhiên là khi các anh chị đến nhịp thở thì các anh chị không có nhịn bụng người ta sẽ có khi ta khó thở nhanh hơn cái gì. Các anh chị cứ đứng nói chuyện và các anh chị quan sát bỗng nhiên cái bệnh nhịp thở ở bụng thì các anh chị ta thấy nhịp thở người ta là dưới 20. Còn thêm một cái công cụ nữa là các anh chị dùng cái dụng cụ đo SpO2 đó, dưới cái nhịp thở tự nhiên, người ta thở tự nhiên và đo SpO2 trên 96, và coi như là các anh chị xem ở giai đoạn này họ vẫn là ở cái thể nhẹ thôi, là cái viêm hô hấp cấp tính ở trên, viêm cái đường hô hấp trên thôi. Vô tiếp theo, nếu mà diễn tiến nặng hơn á, cái người mà diễn tiến nặng hơn thì họ sẽ vô cái thể gọi là thể dừa là thể viêm phổi các anh chị. Thì viêm phổi lúc này á, các anh chị chụp X quang phổi á thì các anh chị sẽ thấy là có những hình ảnh lớn chặt trên cái quang phổi rồi các anh chị. Và cái chỉ số mà khách quan là các anh chị thấy nhịp thở họ là từ 20 đến 30, nhịp thở từ 20 đến 30, và SpO2 lúc này là từ 93 đến 96, có nghĩa là nhỏ hơn 96 rồi. Trên 96 là thể nhẹ, mà dưới 96 là bắt đầu thể trung bình, nhưng mà vẫn còn trên 93 các anh chị nha. Trên 93 thì lúc này như em nói nãy là chúng ta phải chụp cái quang phổi các anh chị, chụp quang phổi để chẩn đoán. Đây là cái dấu hiệu. Tiếp theo là nếu như một cái quá trình diễn tiến tiếp theo nữa thì sẽ đến viêm phổi nặng. Thì lúc này là
nhịp thở là trên 30 các anh chị, không còn giới hạn là 20 đến 30 giống như cái thể trung bình. SpO2 đo lúc này là dưới 93% các anh chị, dưới 93%. Đó. Thì đến cái thể cuối cùng là cái thể nguy kịch, có nghĩa là họ sẽ có những cái bệnh cảnh là của cái một cái hội chứng suy hô hấp cấp. Các anh chị có một cái bệnh cảnh của một cái hội suy hô hấp cấp, họ có nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng luôn các anh chị. Hoặc là họ có thể có những cái bệnh cảnh là nhồi máu phổi, nhồi máu tim luôn các anh chị, và đột quỵ. Và sau đó là nếu chúng ta không giải quyết được cái bệnh cảnh này thì chắc chắn là sẽ đi vào cái tử vong. Thế thì xin nói lại, trong năm thể lâm sàng này nhá, thì cái thể số 3 có nghĩa là thể dừa đó các anh chị. Đây là cái thể mà chiến lược các anh chị. Nếu đã đến cái thể này thì các anh chị bằng mọi cách là các anh chị phải cố gắng đưa người bệnh trở về cái thể nhẹ hoặc là có triệu chứng. Tránh trường hợp là các anh chị để người ta phải chuyển tiến đến cái viêm phổi nặng hoặc là nguy kịch. Bởi vì vô hai cái thể này thì rất là khó để ra. Nhưng mà đã vô hai cái thể này rồi thì các anh chị cố gắng hỗ trợ hô hấp bằng những cái hỗ trợ nhẹ nhàng hơn trước khi các anh chị nghĩ đến chuyện là thở máy. Chúng ta có thể chúng ta cho thở cái oxy kinh nguyên các anh chị, thở oxy qua mũi, hoặc là chúng ta thở mát có túi dự trữ hay không, túi dự trữ, thở HFNC, sau đó chúng ta thở máy. Nhưng mà cái phần thở máy đó thì cố gắng đừng đưa vô thở máy các anh chị, tại vì vô thở máy rồi thì có cái di chứng của SARS-CoV-2 này để lại sau khi tạm gọi giống như là gây ra một cơn bão cytokine, một cái hậu quả của một cơn bão cytokine giống như một cơn bão mà đi qua các chị, để là rất nhiều cái hậu quả. Thì cytokine một cơn bão này cũng tương tự vậy các chị, khi mà cơn bão cytokine mà đi qua thì để rất nhiều hậu quả, cho nên là chúng ta không để cái thể này xảy ra. Nếu xảy ra thì ngoài cái biến chứng này thì người bệnh thở máy sẽ có một biến chứng nữa là nhiễm trùng bệnh viện các chị. Một cái nhiễm trùng bệnh viện rất là khó ra, lồng ghép trên một cái hậu quả của SARS-CoV-2 cộng thêm một nhiễm trùng bệnh viện thì coi như là chắc chắn tử vong các anh chị. Đó, thì cái chiến lược điều trị ta là như vậy. Thế thì mình khi mình điều trị thì mình sẽ điều trị như thế nào? Thì nguyên tắc điều trị chung của các anh chị đó là giống như nãy trình bày là chúng ta phân loại người bệnh ra, chúng ta xác định cái mức độ thì chúng ta điều trị. Có tập trung những nhóm nhẹ và trung bình chúng ta điều trị khác. Những nhóm mà nhóm nhẹ không triệu chứng chúng ta điều trị khác, nhóm trung bình chúng ta điều trị khác, nặng nguy kịch chúng ta điều trị khác. Thì điều trị cho đến giờ này thì các anh chị biết mà quá trình sinh lý bệnh của khi mà chúng ta nhiễm SARS-CoV-2 vô trong người thì cơ chế chính là gây ra là vấn đề là viêm và tông máu. Thấy các anh chị ha, viêm và tông máu. Trước đó chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì mình điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ và điều trị dự chứng là chủ yếu. Hiện tại là mình có bắt đầu mình có thuốc rồi các anh chị, thì phần thuốc thì xíu mình sẽ trình bày sau, mình có thuốc điều trị rồi. Thì chúng ta cho đến cái này thì chúng ta sẽ điều trị cái hỗ trợ điều trị triệu chứng và chúng ta điều trị thuốc luôn các anh chị. Và không trường hợp nào giống trường hợp nào hết các anh chị. Các anh chị cá thể quá điều trị, mà đặc biệt là trong sản khoa nữa các anh chị, rất là khó cho chúng ta để quyết định khi một người mang thai. Chúng ta cân nhắc lúc đó trường hợp đó bây giờ thai là dưới 24 tuần khác, dưới 28 tuần khác, dưới 32 tuần khác, dưới 39 tuần thì khác. Đó, có nghĩa là cái tuổi thai, rồi tình trạng, tuổi người sản phụ, rồi bệnh nền của người sản phụ, rồi cái chưa kể những nguy cơ bệnh lý sản khoa kèm theo nữa, rất khó để cân nhắc. Cho nên là lúc này chúng ta phải cá thể hóa từng trường hợp của điều trị là như vậy các anh chị. Và quan trọng là giống như nãy nhắc mạnh rất nhiều là các anh chị phải theo dõi sát những trường hợp thể trung bình để tránh cho những biến nặng để chúng ta điều trị. Và chấm dứt thai kỳ ở thời điểm nào và phương pháp chấm dứt thai kỳ là sanh ngã âm đạo hay mổ lấy thai cũng là một cái phần cân nhắc rất nhiều khi mà một người thai phụ họ đã vô cái thể là nặng nguy kịch. Đó, rất là khó. Thế thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Cái phần chăm sóc trước sinh, đầu tiên là chăm sóc trước sinh thì những cái lưu ý chung thôi các anh chị, thì mình hạn chế tiếp xúc các anh chị ha. Nhân viên y tế chúng ta thì người nào chăm sóc cho tiếp xúc nhiều đối với lại người bệnh, và chúng ta khi thăm khám thì chúng ta rút ngắn cái thời gian thăm khám. Mình sử dụng cái phương tiện phòng hộ cá nhân BBL các anh chị, và để cho khi chúng ta thăm khám và chúng ta cũng
áp dụng một cái lịch khám thai. Một lịch khám thai này Đường Vũ cũng có đề xuất và Bộ Y tế cũng có phê duyệt và đưa vô cái pháp đồ các anh chị ngày 18 tháng 8 đó. Thì cái lịch khám thai này đó các anh chị, chúng ta có ít hơn cái số lần khám thai so với lại khám thai chung các anh chị. Khám thai chung của chúng ta là 9 lần khám thai. Còn khám thai đó những trường hợp mắc COVID đó, chúng ta 7 lần thôi các anh chị. Cái lần đầu tiên chúng ta xác định thai, cái lần quan trọng thứ hai là tuần 12, 22, 32. Cũng như là giữa đó chúng ta có 24, 28 chúng ta chẩn đoán về đáy thái đường thai kỳ các anh chị. Như là xét nghiệm cái anti-D thì chúng ta có thêm một lần nữa. Và cái đến lần cuối cùng là khi mà thai trên 37 tuần, chúng ta đánh giá về cái tăng trưởng hoặc là sức khỏe thai nhi. Thì đây là tóm tắt 7 lần thôi. Tuy nhiên trong giống như nãy bạn có nói thì chúng ta cần phải cá thể hóa từng trường hợp, có khi chúng ta sẽ tăng hoặc giảm luôn các anh chị. Có những trường hợp về cái điều kiện, những cái quy định thì có thể chúng ta sẽ giảm luôn cả cái số lần khám thai hoặc là chúng ta tăng lên nữa thì cũng được. Đây là hướng dẫn chung 7 lần các anh chị. Và một cái vấn đề quan trọng nữa là tâm lý của người sản phụ các anh chị ha. Khi mà nếu như trong quá trình mà họ khám thai đó thì anh chị cần phải tư vấn về mặt tâm lý cho họ để cái phần này chắc là một cái chuyên đề rất là rộng anh chị, chuyên đề mà điều trị tâm lý khi mà họ mà có thể phụ mắc COVID-19 đó. Thì anh chị xin là nói thêm một anh chị lưu ý thôi, nếu mà sản phụ chúng ta có vấn đề về tâm lý khi mà mắc COVID-19 thì anh chị lưu ý phần này không có rất là quan trọng, không phải là không quan trọng đối với người thai phụ ngoài cái chuyện là cái thai kỳ của họ. Rồi cái phương pháp điều trị thì từ cái sinh lý bệnh đó các anh chị, từ cái sinh lý bệnh là hai cái chính là viêm và đông, có nghĩa là một cái tình trạng phản ứng viêm và cái đông máu. Thế thì chúng ta điều trị như thế nào? Đầu tiên là chúng ta điều trị về triệu chứng, điều trị hỗ trợ. Thì điều trị triệu chứng thường nhất các anh chị thì các anh chị biết rồi, SARS-CoV-2 là tạm gọi là tắc phổi, một phá hủy hoàn toàn cái phổi, còn những cơ quan khác là những cái hệ lụy mà chúng ta nhìn thấy không rõ bằng cái phổi. Cho nên là nói tới SARS-CoV-2 là chúng ta cứ nhắm là cơ quan đứt cái phổi. Cắn khi nào nát cái phổi thì thôi, khi nào phổi đông đặc tắm xó thì thôi các anh chị. Đó. Cho nên là khó thở là triệu chứng thường nhất mà chúng ta phải hỗ trợ các anh chị. Chúng ta phải hỗ trợ tùy mức các anh chị ha. Có thể là thở oxy theo những cái số lít tăng dần tùy mức độ, giống như nãy em có trình bày đó. Thở oxy râu, thở cái túi mát, rồi thở HFNC, rồi thở máy, rồi không xâm lấn gì các thứ các anh chị. Cái thứ hai là đây, kháng viêm và kháng đông là hai cơ chế này là chết người các anh chị. Một cái tình trạng viêm quá mức do cái tế bào CD24 thì sản xuất ra cytokine, gây ra một cái cơn bão viêm và gây một cơn bão cytokine đó, thì gây ra một tình trạng viêm quá mức, cơ thể đáp ứng viêm quá mức. Đây là sẽ gây rối loạn cái hệ sinh lý bệnh cơ thể và người ta dẫn đến rối loạn những cái bất thường của các cơ quan trong cơ thể, và từ đó là ảnh hưởng đến chung toàn bộ cái hệ thống các cơ quan. Thì bên chương trình bác sĩ Tường Anh có nói đó, cái hệ thống mà viêm đa cơ quan đó anh chị, đa cơ quan đó, và một có một tình trạng tăng đông, thì đó là chúng ta phải vừa sử dụng kháng đông và kháng sinh cân nhắc sử dụng, nhất là trong môi trường của cái vùng mà nhiệt đới như chúng ta. Các y văn thì họ nói là cân nhắc sử dụng kháng sinh, nhưng mà tùy quốc gia các anh chị, có những nơi mà cái tỷ lệ nhiễm trùng thấp đó, thì có thể bài sẽ hạn chế sử dụng. Nhưng mà trong môi trường của đất nước nhiệt đới của chúng ta thì cái phần kháng sinh chúng ta cân nhắc sử dụng sớm, khi mà người thai phụ chúng ta bắt đầu là có một triệu chứng viêm hốc trên thì các anh chị chúng ta phải lưu ý bắt đầu dùng kháng sinh dự phòng rồi, và thuốc kháng virus. Thì về cái 4K tạm gọi là 4K này các anh chị, thực ra thì chúng ta 5K có gì tưởng không chị, giờ ta có rất nhiều thuốc kháng cái immunoglobulin hoặc là những cái kháng thể đơn dòng, tạm gọi là trong điều trị cũng có 5K, giống như trong dự phòng, trong dự phòng chúng ta cũng có 5K với vaccine, trong điều trị cũng có 5K, kháng viêm, kháng đông, kháng sinh, kháng virus, đơn dòng về các anh chị ha, cho mình dễ nhớ. Thì riêng cái 5K điều trị này thì tí xíu đến cái phần sau á, bác sĩ Tuấn Kiệt á, trưởng khoa gây mê hồi sức mà hiện tại đang cách chính những cái trường hợp bệnh nặng ở bệnh viện điều trị COVID-19 Vũ á, bác sĩ Kiệt sẽ có trình bày cũng như chia sẻ cho các anh chị kinh nghiệm sử dụng thuốc này các anh chị. Còn riêng trong bài báo cáo của em thì em chỉ nêu ra cái những bước chung vậy thôi, và đặc biệt
những cái thai phụ khi mà nhập vô bệnh viện COVID-19 đó các anh chị, thì nếu các anh chị đã từng đến đi khám bệnh những trường hợp này, các anh chị thấy là đúng là nhìn một cái cảnh là thai phụ vừa khó thở do một cái thai to mà vừa cái phổi là bị khó thở do cái SARS-CoV-2 này các anh chị, nằm thở hổn hển trong một cái hoàn cảnh, một cái không gian là không có người nhà các chị, đặc biệt là bệnh nhân COVID là không có người nhà chăm các anh chị, gần như là chăm sóc cấp 1. Mà cũng nói thật luôn với các anh chị là chăm sóc cấp 1 trong thời điểm giai đoạn hiện nay, cái số nhân sự y tế của chúng ta mà bảo đảm một người chăm sóc một người thì chắc là rất là khó các anh chị. Cho nên là vấn đề mà những biểu hiện của thần kinh hay là tâm thần tâm lý các anh chị là cần được quan tâm các anh chị. Bởi vì chúng tôi cũng nhận được những cái phản hồi của những thai phụ sanh ở trong cái môi trường đó, họ mô tả là quá trình họ đã nằm trong đó, đúng là đối với họ là phải nói là kinh hoàng các anh chị. Đó là cái chủ quan của họ, họ nói là kinh hoàng quá, một cái môi trường lạnh lẽo, không có người thân, rồi bụng thì to, thở trên thì thở không nổi, nhưng mà họ phải đối diện như vậy. Thì khi chúng ta là người thầy thuốc thì chúng ta phải quan tâm vấn đề điều trị tâm lý chứ không phải chỉ là bệnh lý. Và lọc máu hay là ECMO, thì đây là hai cái giải pháp, hai cái phương pháp cao cấp cái gì, hai cái cao cấp. Ngay cả lọc máu thì thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là quốc gia chúng ta các anh chị, thì lọc máu chúng ta không phải là bệnh nhân nào mà vô nặng nguy kịch chúng ta có đủ, chúng ta cũng có thể lọc máu được hết, cũng như là cái hệ thống ECMO. Không phải là ECMO có nghĩa là hệ thống hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể, khi mà cái phổi đông đặc không còn bảo đảm được sự trao đổi oxy thì lúc đó chúng ta đành phải là hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn ngoài cơ thể để cho cái phổi đó không có có cần thời gian để hồi phục các anh chị, cần thời gian để hồi phục, rồi sau đó họ mới tự thở được, thì cái hệ thống ECMO. Cho nên là khoan nghĩ đến cái chuyện là chúng ta điều trị lọc máu và ECMO đối với lại những người bệnh mà mắc COVID-19, chúng ta nghĩ đến là cái chuyện là chúng ta đừng đưa họ vô gọi là phải lọc máu và ECMO. Thì đó là trong cái bốn phương pháp về điều trị chung. Về nói cụ thể về hỗ trợ hô hấp, mặc dù các anh chị biết là cái thể nặng thì dưới 93, nhưng mà thực tế lâm sàng với các anh chị, chúng tôi mong muốn làm sao để hỗ trợ cho họ duy trì cái mức CO2 trên 9, cái mức oxy trên 92 là mừng lắm rồi các anh chị. Trên 92 là mừng lắm rồi. Bởi vì sao mình không đủ để họ duy trì được sự sống rồi các anh chị. Bởi vì các anh chị cũng không nên là mình đòi hỏi là phải trên 96 khi mà các anh chị đã hỗ trợ thở. Bởi vì nếu mà các anh chị muốn cái điều đó thì các anh chị dùng những cái phương pháp hỗ trợ cao cấp. Càng cao cấp thì càng không nên các anh chị. Chúng ta sử dụng cái phương pháp hỗ trợ thở là ở mức vừa phải thôi để bảo đảm được cái duy trì cái hô hấp cho họ là chính các anh chị. Và cái BACO2 thì ít làm các anh chị, ít làm thì mà khi nào mà chúng ta cũng nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải làm xét nghiệm này, chúng ta để chúng ta điều chỉnh cho cái BACO2 của cái người thiệt hại này trên 70 thì nó tương ngân. Rồi về cái kháng sinh thì về cái phần kháng sinh này thì mình lưu ý thôi, giống như nãy em có nói là chúng ta lưu ý thôi là kháng sinh này để dự phòng bội nhiễm thôi các anh chị, dự phòng bội nhiễm là chính. Trong trường hợp mà chúng ta cần thiết phải tìm hiểu là con kháng sinh gì, chúng ta có thể làm kháng sinh đồ, chúng ta sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Về kháng viêm thì những phần này thì em không có nói sâu, thì nó liên quan đến sản khoa thôi. Như em nói đó trước đó, thì kháng viêm này bác sĩ Kiệt sẽ nói cho các chị rất là rõ, rất là chi tiết về kháng viêm. Trong kháng viêm đó chúng ta có nhiều, trong phác đồ điều trị bộ y tế có rất nhiều loại các chị, dexamethasone rồi metin, cái đề xa, cái cho chúng ta có đề xa, đầu tiên là cái đề xa metazon. Thì tại sao mà chúng ta lựa chọn cái thuốc đề xa metazon? Các anh chị cũng biết rồi, trong thai kỳ đó chúng ta có sử dụng là beta metazon hoặc là đề xa metazon để hỗ trợ phổi thai nhi, chúng ta để hỗ trợ phổi thai nhi. Thì trong ba loại mà thuốc kháng viêm để sử dụng trong điều trị bệnh COVID-19 đó, thì có dexamethasone, thì chúng ta lồng ghép luôn các anh chị, thì chúng ta sử dụng dexamethasone để sử dụng kháng viêm, đồng thời là chúng ta có thể là hỗ trợ phổi cho thai nhi
trong trường hợp mà thai nhi cần hỗ trợ phổi thì cái số hỗ trợ phổi ở tuổi thai nào tùy vào cơ sở y tế thôi các anh chị. Như từ Vũ là chúng tôi có thể hỗ trợ phổi là thường quy là 28 đến 34 dưới 34 tuần, và trong trường hợp những trường hợp đặc biệt thì chúng tôi có thể xem xét hỗ trợ phổi đến 24 tuần các anh chị. Bởi vì cái điều kiện nuôi trẻ sơ sinh ở Từ Vũ hiện tại là chúng tôi có thể nuôi được trẻ đến 24 tuần, cho nên là hỗ trợ phổi đến 24 tuần. Thì cái liền dùng cái đề xa đó đối với người bình thường nó cái gì không mang thai đó, thì các anh chị dùng là 12 mg các anh chị ha, 12 mg trong một ngày. Thì riêng ở trong thai phụ thì chúng ta dùng 4 liều đề xa các chị, hoặc bốn liều đề xa là mỗi cách nhau 12 tiếng các chị. Thì mỗi lần chúng ta dùng là 1.5 là 6 mg, cách 12 tiếng thì chúng ta dùng 0.5 nữa, có nghĩa là chúng ta dùng 4 liều như vậy trong vòng 48 tiếng các anh chị. Và cái phần liệu trình điều trị này chúng ta có thể điều trị là 5-7 đến 10 ngàn gì tùy vào cái tình trạng của viêm của người thai phụ. Tuy nhiên là lưu ý là không nên dùng quá 10 ngàn bởi vì có những cái tác dụng phụ của nó các anh chị. Tiếp theo là trong thai kỳ thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái magnesium phát trong trường hợp là chúng ta sử dụng để điều trị có bệnh lý tiền sử dụng nặng kèm theo, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta cần bảo vệ trẻ não của trẻ sơ sinh, nếu như trẻ đó non tháng chúng ta dùng một liều nhất các anh chị ha, có thể bảo vệ não của trẻ sơ sinh. Và cái phần phương tắc huyết khối là cái phần này chúng ta phải sử dụng giống như là những cái dùng cái cách dùng cũng giống như những cái phương tắc huyết khối trong thai kỳ thông thường thôi các anh chị. Chúng ta dùng liều dự phòng 40 mg một ngày đối với những người 60 đến 90 kg này. Đây là mà cái phần chi tiết này bác sĩ Kiệt sẽ nói thêm. Còn cái thuốc kháng virus giống như lúc đầu nó là thuốc kháng virus, thì cho đến giờ này thì Remdesivir thành phố Hồ Chí Minh ta đang rất mạnh về phần điều trị này các anh chị. Trong điều trị nội trú, dùng cái liều đầu tiên là liều tấn công trong vòng 200, cái liều đầu dùng 200, sau đó duy trì là 100, dùng 5 ngày, hoặc là chúng ta có thể nếu không cải thiện chúng ta có thể dùng 10 ngày. Ngoài ra là chúng ta còn có những thuốc khác các anh chị. Xin lỗi đây nói thêm, bên cạnh cái Remdesivir là dùng trong điều trị nội trú anh chị thì các chị biết rồi. Hiện tại Việt Nam chúng ta đang sử dụng cái ba thuốc Monubiravir. Cái thuốc này là thuốc uống các anh chị, cái viên là 200 mg, nhưng 200 mg đang là một cái gói điều trị gói C trong cái gói điều trị thuốc trong cái gói điều trị thuốc của những trường hợp mà chúng ta cách ly tại nhà các anh chị ha. Thì điều trị 5 ngày mỗi ngày là 1600 mg, tức là 8 viên các anh chị, là 4 viên nếu như chúng ta dùng cái liều 200 là 4 viên đó, 4 viên 4 nhân 5 20 viên, cái liệu trình điều trị là 20 viên 200 mg thì điều trị trong 5 ngày. Thì đó là cái thuốc là cũng là kháng virus, cơ chế cũng là kháng virus, nhưng mà kháng virus được uống dùng cho cái gói C trong cái điều trị những trường hợp mắc COVID-19 tại nhà các anh chị. Thì cả hai thuốc này cho đến giờ này các anh chị cũng cần phải tư vấn cho người sử dụng các anh chị, họ đồng ý sử dụng thì chúng ta mới sử dụng các anh chị, đây là lưu ý. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái thuốc khác các anh chị, cái thuốc như là cái thuốc là kháng CD24, giống như nãy em nói CD24 là một cái thuốc là kháng CD24 là SOCD24 các anh chị. Thuốc đó thì chưa có trên thị trường, cái này thuốc này chỉ mới ghi trên danh thôi, hiện tại đã thử hai pha rồi các anh chị, hai pha rồi, cái pha ba thì tổng hợp thì đang tạm ngưng các anh chị, bởi vì họ lý luận gì là cái phần cái kết quả pha 1 pha 2 rất tốt các anh chị. Những trường hợp mà vô chỉ định là vô những trường hợp nặng nguy kịch các anh chị, khi nặng nguy kịch rồi thì họ sử dụng cái, có nghĩa là vô cơn bão cytokine rồi thì họ mới dùng cái CD24 SOCD24 để điều trị cái kháng cái CD24 để đừng tiết cytokine nữa. Cái kết quả ban đầu rất là khả quan các chị, những trường hợp mà vô nặng nguy kịch họ điều trị này là 3 đến 5 ngày hồi phục tỷ lệ là gần 90%, nhưng mà cái cỡ mẫu của họ chưa đủ lớn các anh chị, chưa đủ lớn. Và đến cái pha 3 thì họ đang nghiên cái pha 3, và cũng tập đoàn này cũng chuyển qua luôn, họ nghiên cứu cái Monubiravir đó các anh chị. Bởi vì cái Monubiravir thì là một cái thuốc kháng virus
ở sử dụng ở giai đoạn đầu khi mà chưa có triệu chứng nặng, mà cái nhóm trong cộng đồng của chúng ta, các anh chị thấy là đa số của mình là triệu chứng nhẹ, các anh chị, cho nên họ đánh vào cái nhóm này trước, cái nhóm này là nhóm số đông, cho nên là tạm ngưng cái chuyện là sản xuất cái nhóm mà đánh vô cái những người mà triệu chứng nặng này. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai, nếu như trong trường hợp tiếp tục nghiên cứu cái thuốc này mà được chính thức sử dụng, thì những trường hợp nặng nguy kịch chúng ta có thêm một công cụ nữa để điều trị. Ngoài ra thì cái immunoglobulin từ tĩnh mạch thì được sử dụng trong sơ sinh, giống như bác sĩ Từ Anh nói đó, trong trẻ sơ sinh thì chúng ta sử dụng nhiều kết hợp với kháng viêm. Còn toxilizumab anh chị, các cái đơn dòng này thì cũng có sử dụng nhưng mà chi phí cao, nên cái phần này em bản thân em không có kinh nghiệm, và trong cái phác đồ điều trị của sở y tế rồi hiện tại thì chưa thấy đề cập đến cái này nhiều. Các anh chị cũng có một số cơ sở có áp dụng, thì em xin phép em không có nói thêm về cái thuốc này. Thế thì cái như từ đầu á em đã nói là cái trăn trở của một nhà sản khoa của chúng ta đối với trường hợp thai, một trường hợp mà thai mắc COVID-19 thì chúng ta sẽ xử trí như thế nào, xử trí như thế nào, chúng ta khi nào chúng ta có chấm dứt thai kỳ hay không, chúng ta có chấm dứt thai kỳ hay không, chấm dứt ở, nếu chấm dứt thì chấm dứt ở thời điểm nào, và nếu như chấm dứt thì đã chọn thời điểm chấm dứt rồi thì chúng ta chấm dứt bằng ngã nào, chúng ta cho sanh thường hay là chúng ta mổ lấy thai, thì đó là những câu hỏi mà chúng ta cần có là căn cứ cơ sở khoa học để dẫn đường chúng ta để thực hiện. Chứ chúng ta, nếu chúng ta không có những cái cơ sở này, chắc chắn là tỷ lệ mổ lấy thai của chúng ta là sẽ cao. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta có thể là chúng ta nhầm lẫn là cái chuyện là chúng ta lấy thai ra để cho cái vấn đề hô hấp của người thai phụ sẽ dễ hơn, nhưng mà chúng ta quên một điều là khi mổ lấy thai thì nó tạo một cái test rất lớn, một cái test toàn thân so lại một cái ngã sinh thường, một cái test bộ thưa anh chị, thì sẽ sinh thường vẫn là ưu thế hơn. Thế thì đứng trước một cái trường hợp thai phụ mắc COVID-19, chúng ta xem xét là có chấm dứt thai kỳ hay không, chấm dứt ở thời điểm nào và chọn con đường chấm dứt như thế nào. Thì đây là cái lưu đồ mà trong cái tài liệu của Bộ Y tế ban hành, cũng như là cái phác đồ của bệnh viện Từ Dũ, thì chúng tôi cũng là theo cái hướng này các anh chị. Đầu tiên là chúng ta theo cái mức độ, phân mức độ thể lâm sàng, năm thể của Bộ Y tế các anh chị. Năm thể là thể không triệu chứng, thể nhẹ, thể trung bình, thể nặng, thể nguy kịch. Thì ở trường hợp mà những thai phụ có triệu chứng hai cái mức độ đầu các anh chị, là không triệu chứng hoặc là mức độ nhẹ, ngay cả mức độ trung bình luôn các anh chị, ba mức độ đầu đó là trung bình luôn á, thì các anh chị chấm dứt thai kỳ khi nào là có vấn đề của sản khoa các anh chị. Các anh chị, chúng ta chỉ chấm dứt là theo chương trình sản khoa thôi, còn nếu như không có vấn đề sản khoa thì chúng ta vẫn chờ đến thời điểm là từ 39 tuần trở lên các anh chị chúng ta mới chấm dứt. Và ở thời điểm này á, nếu như mà chúng ta phải chấm dứt thai phụ trong cái môi trường mà thai phụ đang mắc COVID các anh chị, chúng ta bắt buộc phải chấm dứt đó, thì chúng ta là ưu tiên chọn cái ngã xanh, ngã âm đạo. Và một cái điều lưu ý nè, chúng ta rút ngắn các anh chị, nếu đã phải chấm dứt rồi thì chúng ta rút ngắn, chúng ta kết hợp nhiều phương pháp để phát triển dạ, làm chứng mùi của tử cung. Nói chung là chúng ta phối hợp nhiều phương pháp để cố gắng thúc đẩy một quá trình chuyển dạ cho nhanh hơn, để cố gắng lấy thai ra các anh chị. Nhưng ở đây không phải là chúng ta cố gắng lấy thai ra khi mà chưa cần thiết. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì cái hậu quả nó khủng khiếp nếu như chúng ta lấy thai ra không đúng thời điểm cũng như là không đúng phương pháp. Thế thì tóm lại, bên nhánh bên trái này các anh chị thấy này, là nếu như một cái người thai phụ có COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ hoặc ở mức độ trung bình thôi, thì chúng ta gần như là chúng ta chấm dứt thai kỳ như người bình thường các anh chị. Các anh chị ha, chỉ lưu ý một điều thôi, nếu như mà phải là cho sanh, phải lấy ra, thì chúng ta cố gắng xác định là sanh ngã âm đạo, thì chúng ta cố gắng dùng những cái phương pháp hợp tác chuyển dạ nhanh hơn bình thường tí xíu các anh chị, để chúng ta thúc đẩy quá trình chuyển dạ nhanh hơn. Rồi còn cái thứ hai là hai cái thể còn lại các anh chị, hai cái thể còn lại là thể nặng, thể nguy kịch, thì chúng ta chấm dứt như thế nào. Khi ở đây thêm có một cái ý nha các anh chị, thể nặng, thể nguy kịch, và một cái thể nữa là một cái thể là trung bình các anh chị, một thể trung bình nhưng mà các anh chị là tiên lượng trong 24 giờ nữa nguy kịch,
thì các anh chị cũng chấm dứt thai kỳ như cái thể tại cái nguyên kịch luôn. Thì để tiên lượng như thế nào, tiên lượng như thế nào đó các anh chị, thì chút xíu có trình bày một cái chỉ số, một chỉ số tiên lượng nặng của COVID-19 các anh chị, COVID-19 các anh chị đó. Thì chỉ số này các anh chị dựa vào cái tần số thở của sản phụ, của thai phụ, các anh chị dựa vào các SpO2 các anh chị đang đo, các anh chị dựa vào số lít oxy mà các anh chị đang cung cấp cho người thai phụ, các anh chị dựa vào ba cái này các anh chị để các anh chị bật điểm. Các bạn điểm này ta đưa tướng các anh chị, nếu mà các anh chị tiên lượng là từ cái mức khoảng là khoảng trên dưới 50 này các anh chị đó, nếu mà họ đạt từ ở trên dưới 10 điểm đó các anh chị, thì các anh chị xử lý như một trường hợp nặng nguy kịch luôn các anh chị đó. Có nghĩa là nếu tiên lượng trong vòng 24 giờ nữa mà nặng nguy kịch đó, thì là chúng ta cũng cấp dứt thai kỳ luôn các anh chị ha, để chúng ta hỗ trợ cho chuyên khoa về hô hấp với mục tiêu là chúng ta bảo đảm cái đường thở cho người thai phụ. Thế thì lúc này chúng ta xem xét các anh chị có hai đường. Tình trạng lúc đó thai phụ chúng ta đã vô nặng nguy kịch rồi, thì chúng ta xem xét là có đặt nội khí quản hay chưa các anh chị. Nếu mà hiện tại chưa đặt nội khí quản á, thì chúng ta xem xét cái diễn tiến của người mẹ. Nếu sản phụ mà diễn tiến mà tốt dần các anh chị, chưa đặt nội khí quản, nặng nguy kịch nhưng mà chưa đặt nội khí quản, nhưng mà diễn tiến lâm sàng chúng ta thấy nhẹ, thấy là diễn tiến tốt dần, mà thực tế cái lâm sàng đó là chưa dám nói tốt dần đâu các anh chị thấy không nặng hơn là mừng lắm rồi, vô thể này mà không nặng hơn là mừng lắm rồi thấy các anh chị. Sau đó nếu mà tốt dần nữa thì quá tốt, thì các anh chị cố gắng đưa người ta về cái nhóm là không triệu chứng hoặc là nhẹ trung bình. Bởi vì sao? Bởi vì chấm dứt một cái thai phụ trong một môi trường mà gọi tạm gọi là môi trường giả chiến đó các anh chị. Ở trường giả chiến á, tại vì cái điều kiện phòng sanh phòng mổ đối với cái bệnh viện COVID á, anh chị đâu có đặt chủng vô trùng giống như là cái môi trường y tế của chúng ta. Các anh chị phải mở hết toàn bộ những cái cửa ra đó, các anh chị thấy phòng mổ cũng phải mở cửa ra thông thoáng đó, rồi phòng sanh cũng phải mở cửa ra. Các anh chị thấy mặc dù cái điều kiện trong đó là chúng ta cũng luôn luôn là chúng ta kiểm soát nhiễm khuẩn, nhưng cũng không thể nào mà so với lại một cái môi trường bình thường được. Và ngay cả phẫu thuật viên các anh chị biết là khi mổ những ca COVID này cũng phải trang bị một cái bộ đồ, thì biết là nhiều khi mất cả 15 phút để mặc xong bộ đồ này đó. Cái người làm phẫu thuật sanh hoặc là mổ lấy thai đó các anh chị, họ phải trang bị trong một cái điều kiện tổng khẩu trang hai lớp, rồi găng tay hai lớp, cái gì quy trình PPE phải vậy các anh chị đó, rồi tấm che mặt các anh chị. Trong môi trường là không mấy lạnh nóng, rồi tầm nhìn đó thì không thấy rõ, nó rất là khó khăn. Về an toàn người bệnh cũng không bảo đảm ở mức cao nhất đối với người bình thường. Về kiểm soát nhiễm khuẩn thì cũng không tốt luôn. Cho nên thì kinh nghiệm thì bản thân em cũng có xử lý những trường hợp này. Anh chị biết là đến khi mổ, nhiều khi cái tầm nhìn mình nó khuất các anh chị. Khi mình mổ mình thấy máu chảy, mình không thể tầm nhìn rõ giống như bình thường các anh chị. Đến khi mà thử kiểm tra tầm máu các anh chị, em phải lấy dùng một cái gạt trắng á. Đó, có những cái chỗ tinh vi mình không thấy được, bình thường môi trường bình thường mình thấy rất rõ. Dùng cái gạt á, gạt trắng á, mình kiểm tra, mình nhúng lên, mình áp vô cái vị trí mà mình cần kiểm tra đó các anh chị, rồi đưa lên nhìn coi nó có đỏ hay không, thì chúng ta mới xác định được là đúng là không chảy. Chứ còn nhìn nó, tầm nhìn nó khó lắm các anh chị đó. Khi mà các anh chị tham gia mổ hay là sanh một trường hợp thì các anh chị mới thấy là đúng là cái điều kiện cái người thực hiện thủ thuật đó là không thể nào mà so lại đối với người bình thường. Cho nên là cái việc mà người thai phụ này phải chấm dứt thai kỳ trong một cái môi trường COVID là cái điều là không nên chút nào các anh chị. Nếu chúng ta kéo họ được về cái thể này thì quá tốt, để họ sau đó họ về và được đi sanh, đi mổ như một người bình thường, đó là lý tưởng các anh chị. Đó, thì ở đây là chúng ta cân nhắc cái điểm này. Khi mà họ diễn tiến không có không xấu dần và họ có khuynh hướng mà tốt dần thì chúng ta đưa về cái thể bình thường. Còn nếu như mà xấu dần các anh chị, mà nếu dần dần xấu dần mà thai lúc này á, mà trên 32 tuần rồi á, thì chúng ta chấm dứt anh chị, hai anh chị chúng ta chấm dứt thai kỳ. Nếu đã 32 chúng ta chấm dứt. Dĩ nhiên khi mà những trường hợp này từ đầu vô chúng ta tiếp nhận anh chị, là chúng ta xem xét cái chuyện hỗ trợ phổi thai nhi trước đó hai anh chị ha, tạo trợ được hỗ trợ phổi từ khi mà chúng ta bắt đầu dùng kháng đông đó các anh chị, kháng viêm đó các anh chị đó, thì chúng ta hỗ trợ phổi thai nhi để lúc này chúng ta đủ điều kiện để chúng ta lấy thai ra khi thai được 2 tuần.
lúc này chưa đặt nội khí quản, các anh chị, có nghĩa là sản phụ vẫn còn tỉnh, cho nên là thanh ngã âm đạo, thanh ngã âm đạo vẫn là một cái lựa chọn chúng ta ưu tiên, hoặc là mỗi thai tùy, lúc này là cho phép là chúng ta cân nhắc giữa thanh ngã âm đạo và mỗi thai, tuy nhiên thanh ngã âm đạo vẫn là ưu tiên hơn đối với cái thể này. Rồi trong trường hợp còn lại là thai phụ người ta đã vô đặt khí quản rồi, các anh chị đặt nội khí quản rồi, thì nếu đã đặt nội khí quản rồi, cũng như là vô rồi các anh chị, mà thai xét tử thai mà trên 32 tuần thì lúc này là mổ lấy thai luôn, không có xem xét đến ngã sinh ngã âm đạo nữa các anh chị, không xem xét đến ngã sinh ngã âm đạo nữa, bây giờ con đặt nội khí quản có rồi. Và cái trường hợp mà nếu mà thai dưới 32 tuần thì lúc này chúng ta lại xem diễn tiến của mẹ các anh chị, nếu mà diễn tiến của mẹ mà thấy ổn định, có nghĩa là không xấu hơn các anh chị, không xấu hơn thì chúng ta cố gắng mà chúng ta đem kéo dài cái tình trạng thai kỳ của họ ra, để hy vọng nếu họ hồi phục được á thì chúng ta chấm dứt thai kỳ trong một cái trường bình thường. Tuy nhiên cái qua mỗi kinh nghiệm thì không nhiều, nhưng mà qua cái thực tế của bệnh viện COVID-19 của chúng tôi đó các anh chị, cái thể này nè các anh chị, đến vô cái thể này đó thì ở đây các anh chị mình lưu ý là cái phần mà diễn tiến mẹ này á, nếu ổn định cái phần thai kỳ này á, mình cân nhắc rất nhiều thì cái tuổi tương tự 32 tuần này là chúng ta cũng rất nhiều. Cho đến giờ này á, là y văn trên thế giới đang là thống nhất là tuổi thai là 32 tuần, Bộ Y tế Việt Nam cũng là lấy tuổi thai 32 tuần. Tuy nhiên cái phần này á, sau này nếu như kinh nghiệm điều trị của các anh chị trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở các tỉnh, nếu mà các anh chị thấy là chúng ta cần thiết phải hạ tuổi thai có thể là 30 tuần hoặc 28 tuần, thì cũng là kính mong các anh chị có những góp ý về dù sức khỏe mẹ trẻ em hoặc là bệnh viện Từ Dũ của tôi, cũng mong được nhận những cái thông tin này để chúng tôi có những cái bản cập nhật phác đồ của Từ Dũ mới hơn, và trong cái chiến lược mà xây dựng phác đồ sắp tới thì chúng tôi đang rất là chú ý đến cái tuổi thai 32 tuần này, là lựa chọn tuổi thai 32 tuần này có phải là lựa chọn tối ưu hay chưa, đó là một câu hỏi mà những mong muốn những cái phác đồ sau, những phiên bản sau chúng tôi sẽ điều chỉnh cái tuần này, có thể nâng lên có thể hạ xuống. Thế thì 32 tuần như chỗ này trong phác đồ cho đến giờ này, nếu diễn tiến mẹ mặc dù lưu đặt nội khí quản nhưng mà vẫn ổn định đó các chị, chúng ta hy vọng là sản phụ có thể ra thì chúng ta duy trì cái thai kỳ. Nhưng mà chỗ này đúng là tùy vào cơ sở nha các anh chị, nếu các anh chị thấy là có thể cái điều kiện hồi sức các anh chị lọc máu ECMO hoặc là những cái các chị có thể là kéo dài được thai kỳ, các anh chị là kéo dài để các anh chị đưa họ ra khỏi cái thể nặng nguy kịch. Còn nếu các anh chị thấy không được, không được đây gồm nhiều thứ lắm các anh chị, về bản thân cơ thể của họ, về cái điều kiện y tế của cơ sở ta có, thì chúng ta có thể xem xét việc là lấy thai ra luôn các anh chị, ra luôn thì chúng ta tập trung vô điều trị vấn đề hô hấp cho thai sản phụ lúc này. Thì đây là một cái lưu đồ xử lý một cái trường hợp để trả lời cái câu hỏi ban đầu, đứng trước một trường hợp thai mắc COVID-19 thì chúng ta khi nào chúng ta chấm dứt thời kỳ, và chúng ta chấm dứt thời kỳ rồi thì chúng ta lựa chọn con đường nào là tối ưu, là phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Thì đây, từ khi mà ban giám đốc Từ Dũ chỉ đạo xây dựng phác đồ cũng như là xem xét ban hành thông qua hội đồng thuốc điều trị của bệnh viện trình ban đốc phê duyệt cái phác đồ này, thì cũng tâm sự riêng anh chị luôn trong cái chiến lược giữa mổ lấy thai và sanh ngã âm đạo của bệnh viện Từ Dũ chúng tôi thay đổi hẳn luôn anh chị. Trước đó chúng tôi cũng giống như là những bệnh viện trên thế giới thôi các chị, họ cũng trong lúng túng những trong giai đoạn đầu, họ lựa chọn phương pháp lấy thai ra bằng con đường mổ lấy thai nhanh cho nhanh để sau đó tập trung hô hấp, nhưng sau đó là mới nhận ra sau khi có cái lưu đồ này thì cái tỷ lệ sanh ngã âm đạo cho đến giờ này thì viện Từ Dũ chúng tôi là tỷ lệ mổ lấy thai trên những trường hợp mắc COVID-19 này là 20-30% các anh chị, 20-30% thôi. Thì cũng xin báo các anh chị biết là cái phương tu đồ điều trị là vậy. Tiếp theo thì về cái phần đối với những người thai phụ như vậy thì cái phần em bé thì sao? Trong một cái phác đồ về cái hướng dẫn điều trị đối với lại em bé trong cái sự chăm sóc sơ sinh thiếu sớm các anh chị, đối với những bà mẹ mà mắc COVID-19 thì chúng ta thực hiện như thế nào? Thì bác sĩ Từ Anh này cũng trình bày rồi đó các anh chị, trong cái phác đồ năm 2020 á thì Bộ Y tế chỉ cho những trường hợp F1 thôi,
F1 như anh chị là cho phép ra ngoài da, nhưng mà phải nằm cách xa mẹ 2 mét, trên 2 mét khi mà cho bú mẹ chứ, phải cách 2 mét sau khi bú, và hoàn toàn là không cho phép ra ngoài da nếu mẹ phải dương tính mắc COVID-19. Tuy nhiên là theo cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như là có những cái bằng chứng về cái lợi ích của da ngoài da cũng như là bú mẹ lớn hơn quá nhiều so với cái nguy cơ mà em bé bị nhiễm và những biến chứng nếu như em bé trong trường hợp mà em bé bị mắc COVID-19. Cho nên là Bộ Y tế Việt Nam của chúng ta cho phép, đến như này cho phép các anh chị nha, cho phép là thực hiện da ngoài da có những trường hợp mà mẹ mắc COVID-19. Thì các anh chị cũng biết rồi, cái quyết định mà 4673 năm 2014 á, về chăm sóc thiết yếu bà mẹ trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ đó, sinh thường á, thì gồm có 6 bước. Anh chị biết là 6 bước, thì cái bước 1 nghĩa là cái bước lau khô da kề da, và cái bước thứ 6 cuối cùng á, bước 2, 3, 4 là tiêm oxytocin rồi sau đó tử cung, thì em không được tập thêm ở đây, chỉ nói bước số 6 thôi, có nghĩa là chúng ta hướng dẫn bố mẹ. Thì cái lợi ích cho cái người, kể cả người mẹ luôn các anh chị, người mẹ cho kể cả em bé luôn, nó có quá nhiều lợi ích các anh chị. Ví dụ người mẹ là về mặt tâm lý các anh chị ha, về mặt tâm lý thì giống như nãy em nói các anh chị đó, họ đang ở trong một cái môi trường là vắng bóng người nhà, không có ai hết, có được một đứa con, có một đứa con thì cái tâm lý họ hoàn toàn khác các anh chị. Mà các anh chị biết là nhiều chuyên gia cũng đã nói rồi, tâm lý là một cái điều trị góp phần cho quá trình hồi phục bệnh rất là tốt các anh chị. Khi mà họ quá đi quen, họ thất vọng gì những điều đó, vì điều gì đó, thì quá trình hồi phục của họ sẽ không tốt bằng. Cho nên cái chuyện mà có một cái đứa con, một cái người bạn trong một cái môi trường lạnh lẽo, trong một môi trường trống vắng như vậy thì quá tốt các anh chị. Đó là về mặt tâm lý. Còn về mặt sinh lý thì các anh chị thấy rồi, khi mà cho bú mẹ thì người mẹ sẽ giảm được nguy cơ băng huyết, các thứ thì các chị biết hết rồi. Còn đứa trẻ, quan trọng là đứa trẻ có được kháng thể, các chị được kháng thể, giảm được cái tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng, rồi có rất nhiều lợi ích nữa các anh chị. Thì cái này phần này chi tiết thì các chị biết rồi. Cũng như là trong mỗi thai, thì chúng ta cũng có thể thực hiện da ngoài da trong quyết định là 6734 năm 2016 của Bộ Y tế. Trong đó thay đổi bước tí xíu thôi các anh chị, tại vì quy trình mỗi thai nó khác chút, cho nên là chúng ta thực hiện 4 bước 5 thì cũng là da ngoài da và cái bướu sớm. Thì đây hai cái việc này, da ngoài da trong sạch thường cũng như là mỗi thai, có quá nhiều lợi ích cho mẹ và em bé. Đối với việc là chúng ta không thực hiện, mà đặc biệt là đối với người mẹ nằm trong cái môi trường điều trị COVID-19, cho nên là đây là cơ sở khoa học mà chúng ta là tư vấn cho thai phụ trước khi sanh để cho họ thực hiện việc này sau khi con ra đời. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thực hiện cái việc này thì chúng ta cần phải là dự phòng cái việc người mẹ lây truyền cho con qua cái đường giọt bắn các anh chị đó. Thì hướng dẫn để dự phòng việc này thì có chi tiết trong một cái tài liệu, thì các anh chị chắc các anh chị xem riêng các anh chị ha. Thì khi thực hiện cái này thì người mẹ phải làm những điều gì, cái điều kiện trong cái phòng mà chăm sóc đó như thế nào, dù cái nôi là phải đặt hai mét, cách 2 mét như thế nào các anh chị ha, rồi người mẹ phải đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn tay như thế nào khi chạm tay của con, thì đó là chi tiết các anh chị xem sao. Rồi sau khi mà điều trị xong thì ra viện, khi nào chúng ta cho ra viện các chị? Tiêu chuẩn xuất viện thì tiêu chuẩn xuất viện các chị cũng biết rồi, điều trị tại bệnh viện cho đến chiến lược của quốc gia của chúng ta đến giờ này, điều trị tại bệnh viện khi cần hỗ trợ y tế thì các chị, còn lại đó thì đưa về nhà các chị, không có cần lưu trong bệnh viện nhiều. Thế thì trong sản khoa nói chung chúng ta cũng giống như là cái môi trường thường các chị. Nếu trong trường hợp mà nằm ở bệnh viện điều trị sản khoa, họ không có triệu chứng lâm sàng, thì đến ngày thứ 7 các anh chị, thì xét nghiệm cái PCR các anh chị, thì PCR mà họ ra là âm tính, hoặc là PCR mà có CT trên 30, dương tính mà CT trên 30 thì cho ra viện về nhà chị, các anh chị. Rồi, trong trường hợp ngày thứ 7 không có triệu chứng các anh chị, xét nghiệm mà CT dưới 30 thì lúc này chúng ta theo dõi 2 ngày nữa các anh chị. 2 ngày nữa chúng ta xét nghiệm nhanh kháng nguyên thôi, không còn làm PCR nữa các anh chị. Không làm PCR nữa, xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nếu âm tính cho ra viện. Còn nếu không âm tính là dương tính thì 2 ngày sau chúng ta lặp lại nữa.
lập liên tục cứ mỗi hai ngày cho đến khi nào mà nhanh âm tính thôi. Thế các anh chị, đó thì chúng ta cho ra gì? Đây là đối với trường hợp là không triệu chứng, còn có triệu chứng thì chúng ta theo dõi đến khi hết triệu chứng lâm sàng 3 ngày. Thế các anh chị, hết lâm sàng 3 ngày thì chúng ta đi theo lưu đồ là không triệu chứng luôn. Thì đây là cái tiêu chuẩn ra viện. Chúng ta đi theo dõi ra viện như thế này. Các anh chị ha, dĩ nhiên là sẵn sàng đã ổn rồi, đây là tình trạng covid 19 thôi. Theo dõi sau ra viện, các anh chị, thì cho đến giờ này theo hướng dẫn của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì sau khi mà ra viện từ bệnh viện điều trị covid á, thì chúng ta cần phải có cách ly và giám sát của địa phương trên 14 ngày nữa các anh chị. Về cái phần này thì chúng ta có cái gói chăm sóc tại nhà 14 ngày, các anh chị tham khảo tiêm, các anh chị. Thì sau đó là xét nghiệm để kết thúc cách ly gì đó, thì cái phần này các anh chị tham khảo tiêm theo cái gói chăm sóc tại nhà. Còn trong sản khoa các anh chị lưu ý là nếu mà sản phụ mà mắc trong cái 3 tháng đầu, 3 tháng giữa thì chúng ta cần phải siêu âm, chú ý siêu âm hình thái thai nhi các anh chị. Trong khoảng thai là 12-22 đó các anh chị, 18-23 đó. Đó thì các anh chị lưu ý vào khoảng này, cái khoảng 22 là khoảng. Bởi vì cho đến giờ này ấy, mà chúng ta cũng chưa có bằng chứng là nếu trường hợp mà thai phụ mà nhiễm trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa có dị tật thai hay không. Cho nên là chúng ta cần phải khảo sát kỹ phần này. Các anh chị, cho đến giờ này thì khẳng định thì không có khác, nhưng mà dữ liệu có thể là chúng ta chưa đủ để chúng ta khẳng định là có hay không. Cho nên là trong khám thai những trường hợp này chúng ta phải lưu ý luôn. Và cũng như là những trường hợp mà trong 3 tháng cuối thời kỳ mà mắc các anh chị, thì chúng ta cũng cần phải đánh giá cái đánh giá tăng trưởng của thai nhi các anh chị ha. Thì chúng ta khảo sát coi có bất thường về cái tăng trưởng của thai nhi hay không, đặc biệt những cái trường hợp mà mắc COVID-19 trong thai kỳ. Thì trên đây là cái phần bài của em về cái phần là chẩn đoán và điều trị những trường hợp mắc COVID-19 mà trong sản khoa, thì cũng kính mong là có những cái đóng góp anh chị gửi về cho chị chúng tôi, để trong thời gian sắp tới là tôi có thêm cái kinh nghiệm cũng như có những cái bổ sung trong phác đồ điều trị, để chúng ta có một phác đồ điều trị càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Và xin cảm ơn các anh chị, em xin hết. Cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Hoàng. Như vậy là chúng ta đã có cái hướng dẫn về cái điều trị và theo dõi của thai phụ và trẻ sơ sinh. Tiếp theo thì xin mời cái bài tham luận của bác sĩ Tạ Tuấn Kiệt, trưởng khoa gia đình hồi sức, là vừa trực tiếp rất là nhiều ca bệnh nặng và có nhiều kinh nghiệm trong cái điều trị tại cái đơn vị bệnh viện từ nhiễm COVID. Xin mời bác sĩ Kiệt ạ. Để Kiệt xin share bài ạ. Dạ vâng ạ. Thấy chưa Hiền ơi? Thấy rồi bác sĩ Kiệt ơi. Dạ, mời bác sĩ Kiệt. Em xin bắt đầu kính thưa chủ tọa và quý anh chị đồng nghiệp. Thì khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Từ Dũ được phân công phụ trách cái khu vực hồi sức của khu điều trị COVID trong sản khoa của bệnh viện. Thì đây cũng là cái bài trình bày mà xoáy vào vấn đề điều trị, nhưng mà nói nhiều gửi gắm đến vấn đề điều trị của bác sĩ sản khoa trong giai đoạn việc điều trị để ngăn những cái biến chứng trở thành nặng và nguy kịch trong vấn đề nhiễm COVID ở sản khoa. Thì chúng tôi điều trị cũng dựa trên theo phác đồ của Bộ Y tế và cái quyết định 3416 là chính để làm pháp lý cho vấn đề điều trị. Thì về nhắc lại một chút xíu về vấn đề phân loại lâm sàng, thì có 5 mức độ. Thì trong 3 mức độ đầu, thì mức độ đầu tiên là không triệu chứng, mức độ thứ hai là mức độ nhẹ, mức độ ba là mức độ vừa. Thì mức độ vừa chính là cái đối tượng mà các bác sĩ sản khoa cần lưu ý để can thiệp điều trị nhằm hạn chế những cái dạng những cái thể từ vừa chuyển thành nặng nặng nguy kịch ở sau này. Nếu mình làm tốt cái này thì cũng hạn chế được cái việc chuyển nặng cho bệnh nhân. Thì phân loại mức độ vừa từ bệnh nhân thở sốt, ho, khó thở, thở nhanh trên 20 lần hoặc SpO2 mà thở khí trời trên 93%, không có dấu hiệu viêm phổi nặng, thì đây là mức độ mà chúng ta cần quan tâm nhất trong vấn đề can thiệp sử dụng thuốc. Loại mức độ thứ tư là mức độ nặng và mức độ nguy kịch, thì thường những dạng này chúng ta đã bắt đầu chuyển vào đơn vị hồi sức, đơn vị ICU để can thiệp CT. Thì tôi không nói nhiều vấn đề này. Vậy thì điều trị gì với một bệnh nhân nhiễm COVID ở trên trại? Tại đây chính là ngoài cái khu vực hồi sức của khu vực điều trị COVID của bệnh viện. Thì vấn đề điều trị đầu tiên mà nói theo phác đồ của
Bộ Y tế vẫn là oxy là quan trọng nhất. À, sau đó đến những cái về kháng đông, điều trị kháng viêm, kháng sinh, kháng virus hoặc là những cái kháng thể đơn dòng. Nhưng tôi xin lưu ý nó sẽ có một slide bài về cái này. Thì đầu tiên về thở oxy, theo phác đồ của Bộ Y tế thì là oxy liệu pháp theo dõi thì thở cho những tầng thở oxy ngay cho bệnh nhân viêm đường hô hấp mà ở dạng siêu hấp thiếu oxy sốc để kéo được cái SpO2 lên ở 94%. Thì mục tiêu trong sản khoa của mình ở những người sản phụ là phải duy trì được SpO2 từ 92 đến 95%. Thì đầu tiên các bậc thở oxy từ oxy qua sông mũi, oxy qua sông mũi động kính đến oxy có mát, có túi dự trữ, không túi dự trữ và bắt đầu từ tăng từ 15 lít lên 15 đến 10 đến 15 lít một phút thì là những dạng mà chúng ta có thể can thiệp ở trại. Thì năm cái dấu hiệu để theo dõi bệnh nhân ở trại như mạch huyết áp, nhiệt độ liên quan đến vấn đề đánh giá về nhịp thở và SpO2 rất quan trọng trong quá trình điều trị COVID-19. Thì đây là những cái hướng đi của thở oxy từ nhẹ đến nặng. Thì đầu tiên những bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện siêu hấp thì bắt đầu thở oxy gọng mũi, oxy qua máy có túi dự trữ không dự trữ, bắt đầu nặng hơn khi mà không đạt được một cái SpO2 mong muốn. Nói chung là cái chỗ này sẽ rõ ràng đi xong. Chúng ta chuyển qua FNC, qua CPAP, qua thở không xâm lấn hoặc thở máy xâm lấn hoặc là cung cấp oxy qua ECMO. Thì đó là con đường thở oxy của diễn tiến của những trường hợp bệnh từ nhẹ đến nặng. Trong điều trị COVID thì quan trọng nhất hiện nay, không phải quan trọng nhất mà là những điều đáng lưu ý nhất để cải thiện oxy máu cho bệnh nhân mà viện pháp nằm sấp là hiệu quả nhất. Thì chúng tôi ở khu điều trị COVID của bệnh viện Từ Dũ vẫn cho bệnh nhân nằm sấp những trường hợp mà đáp ứng kém với oxy. Thì có một điều lưu ý là một số trường sản phụ có thai thì rất là khó nằm sấp. Tuy nhiên nếu mà mình thuyết phục bệnh nhân, cũng giải thích cho bệnh nhân cũng như có chuẩn bị sẵn những cái gối thì vẫn thể phải hướng dẫn bệnh nhân nằm sấp. Trong sản khoa thì khó nằm sấp thì để nằm nghiêng, nghiêng trái cũng phải, nghiêng trái cũng được. Vấn đề cải thiện oxy rất tốt. Về vấn đề thứ hai trong điều trị đó là vấn đề điều trị kháng đông. Thì nãy trên thập chát có một bác sĩ hỏi là nếu người bệnh không có triệu chứng có nên dự phòng kháng đông hay không? Thì theo phác đồ của Bộ Y tế hiện nay thì chỉ sử dụng kháng đông cũng như corticoid ở những bệnh nhân có mức độ vừa trở lên. Đó là câu trả lời theo văn bản của Bộ về hướng dẫn điều trị. Thì đối với một số bệnh viện không có làm được cái định lượng DME thì có thể theo phác đồ của bệnh viện, theo phác đồ của Bộ Y tế xài liều kháng đông enoxaparin 1mg 1 ký trong 24 giờ hoặc là có thể dùng heparin thông thường 5.000 đơn vị trong 12 giờ một lần. Thì trong sản khoa nó liên quan đến vấn đề mỗi thai thì khi nào thì dừng lại, thì theo như phác đồ của Bộ thì cho phép dừng lại sau phẫu thuật là 24 giờ. Một trong quy định đó là dưới tiểu cầu dưới 50.000 thì không cho phép dùng. Thì, đối với những đơn vị mà có định lượng được DDME thì dựa trên cái DDME này mà quyết định cũng như cái pyrogen để quyết định cái vấn đề sử dụng kháng đông thế nào trong phù hợp, cái này có trong phác đồ của Bộ Y tế. Thì mình quan tâm những vấn đề là nhưng kháng đông khi nào trong sản khoa thì chúng ta phải dự đoán được hoặc là trước khi mổ thảo luận với phẫu thuật viên nó thể trì hoãn được thì mà 12 giờ sau cái liều xài kháng đông thì mổ sẽ an toàn hơn. Dùng kháng đông lại khi nào thì đối với bệnh viện Từ Dũ thì sanh nhãn đạo thì 6 giờ sau sanh, nếu không có vấn đề chảy máu thì tôi đã có thể dùng lại kháng đông. Và đối với phẫu thuật mỗi thai thì Bộ Y tế thì quy định là 24 giờ sau thì có thể xem xét sử dụng lại kháng đông. Rồi vấn đề điều trị trong bệnh nhân COVID đó là vấn đề kháng viêm. Hiện nay theo phác đồ của Bộ Y tế xài kháng viêm bắt đầu từ mức độ vừa trở lên, vừa nặng nguy kịch và ưu tiên sử dụng dexamethasone thời gian điều trị tối thiểu từ 7-10 ngày. Hiện nay các nghiên cứu đều cho thấy dexamethasone cải thiện cái tỷ lệ tử vong rất tốt. Thành ra chúng tôi tuân thủ theo cái việc điều trị dexamethasone theo phác đồ của Bộ Y tế. Tuy nhiên việc sử dụng dexamethasone thì phải theo dõi đường máu trong những trường hợp sử dụng ở hồi sức trường hợp nguy kịch với liều cao hơn, ví dụ 10-12mg một ngày thì phải theo dõi đường huyết, điều chỉnh đường huyết. Tuy nhiên Bộ cũng theo văn bản của Bộ thì cũng ngoài nếu không có dexamethasone có thể thay thế bằng hydrocortisone, thay thế bằng methylprednisolone hoặc prednisolone theo văn bản của Bộ. Về việc sử dụng kháng sinh thì bác sĩ Hoàng cũng có nói kháng sinh những trường hợp mà nhiễm viêm đường hô hấp đơn thuần thì không cần thiết phải sử dụng kháng sinh,
kháng sinh chỉ sử dụng trong những trường hợp có viêm phổi hoặc là những trường hợp nặng nhiễm trùng huyết thì sử dụng kháng sinh theo kháng sinh phổ rộng theo kinh nghiệm. Về vấn đề kháng virus thì hiện nay thì bệnh viện đã có được thuốc Remdesivir để sử dụng kháng virus trong trường hợp điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID. Thì theo chỉ định, theo hướng dẫn thì chỉ sử dụng Remdesivir trong 10 ngày đầu khởi phát bệnh và nên phối hợp với Dexamethasone. Và trước khi sử dụng Remdesivir, chúng tôi phải kiểm lại men gan, kiểm năng thận có chống chỉ định hay không. Một cái men gan trên 5 lần cũng không có chống, không có chỉ định để xài Remdesivir. Và trước khi xài Remdesivir, buộc phải tư vấn cho người bệnh về cái nguồn gốc thuốc và những cái tác dụng phụ. Thì trong quá trình điều trị thì có những cái tác dụng phụ như mặt chậm hoặc là tăng men gan lên gấp nhiều lần. Thì chúng tôi trong quá trình điều trị hơn một tháng rưỡi nay, chúng tôi cũng có sử dụng Remdesivir, thì tôi ghi nhận một trường hợp là sau một cái liều tải đầu, một bệnh nhân đã tăng men gan lên gấp 10 lần và buộc phải ngưng điều trị Remdesivir. Thì qua quá trình sử dụng Remdesivir, tuy chưa tổng kết nhưng trong 10 ca, hơn 11 ca chúng tôi sử dụng thì một số trường hợp sau 3 ngày cải thiện rất tốt và được chuyển ra khỏi phòng hồi sức lên trại để theo dõi điều trị. Về kháng thể đơn dòng thì tại thành phố Hồ Chí Minh mình có một vài bệnh viện có tocilizumab, thì để được xài tocilizumab thì phải thông qua cái hội đồng điều trị COVID của thành phố Hồ Chí Minh, thì hội đồng duyệt xong thì mới cho chỉ định xài. Tuy nhiên không phải bệnh viện nào cũng có, và thuốc này thì rất là mắc, đắt tiền. Một số bệnh viện báo sau khi sử dụng thì tình trạng cải thiện lâm sàng rất tốt. Vậy thì một cái sản phụ vào bệnh viện, chúng ta làm gì, xét nghiệm gì? Thì theo như văn bản của Bộ thì những xét nghiệm chúng tôi liệt kê đây, để một khi nhập viện sản phụ được làm xét nghiệm này, để trong quá trình khi có xét nghiệm chúng ta quyết định sử dụng kháng đông hay là corticoid theo điều lượng của Bộ. Thì có công thức máu, đánh giá chức năng thận, men gan, các mạch cơ, viêm nhiễm, CRP, NDH. Đặc biệt quan trọng là bệnh viện có định lượng Denimer thì sẽ hướng dẫn được cái việc sử dụng kháng đông sau đó. Phát hiện trong máu toàn bộ và cái việc tách qua ít qua tim phổi, đánh giá tình trạng tổn thương phổi. Thì bài tham luận của tôi rất ngắn để nói về vấn đề về nhắc nhở về các bác sĩ sản khi tham gia điều trị, lưu ý sử dụng kháng đông, kháng viêm ở giai đoạn dạng vừa để tránh tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Kiệt. Xin phép ban xin phép và chủ tọa và các anh chị thì ở bệnh viện tức Đức Dương, bệnh viện Long An thì Đức Dương có một bài tham luận, xin mời bác sĩ Lương Kim Chi ạ. Mời bác sĩ Chi mở mic lên ạ. Bác sĩ Chi mở mic lên mới nói được ạ. Chị mới chạy đi về mà. Dạ, xin chào mời chị. Em có bài của chị chưa? Có cái bài của chị chưa? À, dạ có, nhưng mà chị phải share bên đó thì chị share không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Chưa ạ, chị mở cái chưa share screen, mở cái file chị lên. À, chị phải mở file chị hả? Dạ. Không. Được chưa? Chị dùng cái chức năng share screen ở trên màn hình của Zoom á và mở cái file của mình đang mở trên đó. Chị làm lại ha. Làm lại chị. Nó mất cái chị. Ok. Được chưa? Dạ chưa thấy ạ. Dạ. Yeah. Chị có gửi bài Yến trước á, các bà Yến hỗ trợ Yến xe dùm bác Chi đi thôi. Vâng. À được rồi, để em phần chi tiết xe, nhưng mà có gì thì chị sẽ báo ha. Chị vô xe mà nó chịu đi. À, vô xe đi mà nó chịu. Rồi xong rồi cái share screen nó sẽ hiện ra cái file bài của chị á, chị cứ vô cái file bài của chị rồi chị bấm nút share mới được. Rồi, share được rồi đó. Được chưa? Dạ, thấy rồi đó, nhưng mà chưa thấy file. Thấy không? Rồi, thấy file rồi chị. Cho chị nói mấy phút hiện. À, dạ rồi, xin mời chị. Cho chị mấy phút để chị biết được. À, dạ, chắc là mình phải nhanh thôi, tại vì mình còn phần thảo luận với chị. Dạ, rồi. À, chị...
Kính thưa chủ tọa cũng như các anh chị em đồng nghiệp ha, hôm nay thì được hân hạnh cũng như Dũng nhờ cái chia sẻ kinh nghiệm của cái thực hành về cái ENC và KMC cho người nhiễm COVID. Thì ENC là cái gì, là cái ôm đầu tiên ai cũng biết hết rồi. Thì một cái điều mà chúng ta suy ngẫm rằng những cái đứa trẻ sinh ra bình thường nó lại được ôm trong vòng tay của mẹ, vậy thì những đứa trẻ COVID nó có được ôm hay không? Thì bệnh viện và đã thành lập cái khu cách ly cho những cái sản phụ mà sinh ra mẹ bị COVID. Thì ở chúng tôi đã có 29 giường gồm có phòng sinh, phòng mổ, sản, sơ sinh và nhi lớn ở bên trong viện và ngoại viện là những nơi khác chuyển tới, thì có 69 giường gồm có những cái bà mẹ nội viện mà chưa ổn thì chuyển ra đó. Thì từ 30 tháng 7 cho đến 30 tháng 8 là một tháng thì chúng tôi có 26 trường hợp là mẹ F0, tỷ lệ mổ là 57%. Có vấn đề về sơ sinh là 11 bé, sanh non là 8 bé. Và cái sơ sinh mà có triệu chứng nhận từ ngoài đến là 3 bé bị sốt, mẹ chuyển tầng. Tầng 3 là 7 bé, bởi vì ở đây chỉ có tầng 1, tầng 2 thôi. Mẹ tử vong tại khu giã chiến. Thì sau khi mẹ chuyển đến đó thì mẹ tử vong là 2, mẹ đang nguy kịch ở khu giã chiến là 2. Tử vong sơ sinh tại bệnh viện là 1 bé sanh non, mẹ tử vong, con tử vong 29 tuần. Thì mẹ tử vong nên chúng tôi có tích cực. Thì chúng tôi có những cái tình huống như sau. Đó là mẹ khỏe, con khỏe, thì mẹ con được ở ngay từ đầu làm ENC da kỳ da ngay sau sanh và bố mẹ. Và cái trường hợp thứ hai là mẹ khỏe nhưng mà con yếu đủ tháng thì chúng tôi cũng cho đi theo mẹ. Rồi trường hợp thứ ba là mẹ khỏe mà con yếu là non tháng, thì chúng tôi có thể sử dụng những cái biện pháp mà điều trị cho cái trẻ yếu mà non tháng nhẹ cân, là gồm có CPAP, gồm có cannula hoặc là bé ổn định chăm sóc Canaro. Thì có một ca là 30 tuần ký 1 và những ca khác là ký 5, ký 6, chúng tôi cũng áp dụng Canaro. Thì đây là trường hợp mà mẹ yếu, mẹ phải chuyển đi lên khu cách ly giả chiến để thở máy, là điều trị tích cực, thì người nhà sẽ vô chăm sóc. Đây là gì của em bé? Em bé này F0, em bé này là âm tính. Và người gì cũng âm tính cho nên chăm sóc ở một khu riêng. Và đây là trường hợp mà em bé là mẹ thì chuyển đi bệnh viện để được thở máy, và ba là người chăm sóc da cày da, những người bố đã đến chăm sóc cho con. Và trường hợp mẹ yếu mà lại không có người nhà đến, tức là mẹ chuyển đi rồi mà ba cũng F0 luôn rồi là không có người nhà, thì chúng tôi cho nằm nôi nếu như đủ tháng. Và nếu non tháng thì sẽ chăm sóc ở qua mơ. Cho những cái đứa trẻ này thì nhân viên y tế sẽ chăm sóc. Đây là nhân viên y tế chăm sóc cho cái bé. Và hỗ trợ gì cho bà mẹ và gia đình trong cái trường hợp đặc biệt khó khăn như vậy? Thì trong cái quá trình chăm sóc thì người nhà cũng như là mẹ ở những khu giã chiến, mẹ khỏe hoặc là người nhà rất là lo lắng, không biết để con mình lại bệnh viện như thế nào. Do đó chúng tôi qua cái Zalo hay hoặc Viber để mà liên kết, liên lạc với gia đình để thông báo tình trạng của bé mỗi ngày, cũng như động viên gia đình và khuyến khích gia đình sắp xếp để có người lên để chăm sóc bé tại bệnh viện, và sẵn sàng hỗ trợ các bé nếu như cái gói của bệnh viện trang bị không đủ thì có những mạnh thường quân hỗ trợ thì chúng tôi cũng giúp. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những cái trường hợp rất là khó khăn thì chúng tôi hỗ trợ, đặc biệt là giống như đại bác sĩ Văn Hoàng có nói là vấn đề tâm lý, thì tâm lý thì nhân viên y tế ở đây sẵn sàng lúc nào cũng giúp cho bà mẹ, cùng đồng hành với bà mẹ để mà vượt qua những cái khó khăn. Chúng tôi còn điều trị qua cái tư vấn qua online, qua Zalo, Weber để mà hướng dẫn cho bà mẹ cái tư thế nuôi con và sữa mẹ là chỉnh tư thế bú sai và đúng, và ngậm bắp vú sai và đúng, cũng như là hướng dẫn bà mẹ bắt massage vú, bắt sữa cũng qua online. Bởi vì những cái bà mẹ COVID này không biết làm sao để cho con bú cũng như không biết làm sao để vắt sữa, cho nên mới gặp rất khó khăn, đã stress vì cái COVID rồi mà cộng với hai cái bầu vũ đau nhức nữa thì làm cho bà mẹ càng stress nặng hơn. Do đó chúng tôi cũng hỗ trợ qua online và chăm sóc hướng dẫn cho bà mẹ, dù là đủ tháng hay non tháng cũng hướng dẫn bà mẹ để mà tiếp tục da kề da, khuyến khích bà mẹ giữ con da kề da càng kéo dài càng tốt và cố gắng giữ vệ sinh, đeo khẩu trang tuyệt đối cũng như rửa tay khi chăm sóc con, và hướng dẫn cho bà mẹ cách theo dõi vàng da cũng như là theo dõi thân nhiệt, đếm nhịp thở. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn bà mẹ để mà phát hiện bệnh lý cho con kịp thời để báo nhân viên y tế, để hạn chế nhân viên y tế phải tiếp xúc quá nhiều với người nhà.
thì chúng tôi hướng dẫn qua cái đây là trường hợp mà hướng dẫn bà mẹ để mà gia trị da cũng như tự massage cho con và massage cho chính bản thân mình. À, nhân viên y tế thì mỗi tuần chúng tôi đây giao ca một lần, thì chúng ta thấy hình ảnh của các em mặc đồ bảo hộ là chuẩn bị ra ca và các em khác là chuẩn bị vô ca. Thì lúc nào cũng có một bác sĩ và một điều dưỡng đi xuống cái khu cách ly đó. Và cái vấn đề đặc biệt khó khăn ở cái khu này là vấn đề vệ sinh rác. Tại vì thời buổi này rất là khó tìm được một cái hộ lý để mà dọn dọn rác ở khu cách ly. Thành ra đó là một cái điều hết sức khó khăn. Nhân viên y tế thì mình sắp xếp tương đối nhẹ hơn, nhưng mà vấn đề dọn rác rất là khó khăn. Mặc dù mình trả lương gấp đôi, gấp ba mà người ta vẫn sợ nguy cơ, người ta không có dám đến làm. Thì trong cái quá trình đó thì hỗ trợ của cái ban lãnh đạo khoa cũng như ban giám đốc bệnh viện thì lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ các em qua online để mà bất kỳ hội chẩn, bất kỳ những tình huống nào khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn về những cái vấn đề chuyên môn thì hỗ trợ ha. Cái hình này các bạn thấy tôi là đang ngủ 1-2 giờ sáng, các em giật đầu dậy, đầu gù tóc rối ha, nhắm mắt mở là hai người cũng đều căng thẳng. Cái hình bên cạnh là những cái lúc mà em các em thành công, các em chia sẻ thì rất là vui. Thì đây là cái trang mà chúng tôi thành lập một cái nhóm để tất cả các mẹ đó được vào trong cái nhóm Zalo đó để mà chia sẻ kinh nghiệm với nhau cũng như là được hướng dẫn với nhân viên y tế. Các mẹ rất là vui khi được về, và những cái mẹ được về rồi thì lại chia sẻ kinh nghiệm cho các bà mẹ mới. Và chúng tôi giữ cái trang này để theo dõi các bé là trong vòng 2-3 tháng sau khi xuất viện. Đây là chúng ta nhìn thấy, tôi gọi là đây là cái ánh mắt COVID. Chúng ta thấy một cái nỗi buồn sâu thẳm ở trong gương mặt của bà mẹ. Những cái bà mẹ này tôi chụp của online thì tôi thấy 10 bà mẹ thâm và buồn sâu thẳm. Thì những cái điều này làm cho chúng ta càng thêm nhói lòng. Chúng ta càng phải hỗ trợ bà mẹ tích cực để mà vượt qua những cái lúc khó khăn như vậy. Thì để chia sẻ kinh nghiệm này, chúng tôi muốn gửi đến các quý vị đồng nghiệp một cái thông điệp rằng dù gì đi nữa thì chúng ta nên duy trì cái chăm sóc sơ sinh tiết ứ sớm cho da kỳ da, bú mẹ, cho tất cả những trẻ thở được, và duy trì chăm sóc căng rôn cho trẻ nhỏ cân, và tuân thủ các cái biện pháp phòng ngừa chuẩn, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh bề mặt, và tư vấn cho người nhà về những cái lợi ích của da kỳ da, sữa mẹ, chăm sóc căng rôn, giúp vượt trội để vượt qua những cái nguy cơ lây nhiễm từ mẹ sang con, giúp cho sức khỏe của trẻ, sức khỏe của bà mẹ, và tiết kiệm được cái nguồn nhân lực cũng như là trang thiết bị y tế trong cái đại dịch này. Đó là những cái lời mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các vị đồng nghiệp. Câu cái phần thông luận đến đây là hết. Xin cảm ơn và tổ chức. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Chi ạ. Thì bây giờ xin mời bác sĩ Ngọc Hải điều hành hội thảo ạ. Mời bác sĩ Ngọc Hải mở mic ạ. Dạ, xin mời bác sĩ Ngọc Hải ạ. Mic đã mở rồi. Vâng. Đầu tiên là xin cảm ơn các báo cáo viên, bác sĩ Từ Anh, bác sĩ Bùi Văn Hoàng và đặc biệt là bác sĩ Kiệt đã chia sẻ những cái thực trạng trong tại bệnh viện Từ Dũ, cũng như là tóm tắt cho chúng ta biết quá trình hình thành phát triển của cái dịch SARS-CoV, cũng như là chúng ta biết được những bối cảnh ra đời của những phác đồ điều trị của Bộ Y tế và của Sở Y tế, cũng như chia sẻ của bác sĩ Chi của Bệnh viện Long An đã chia sẻ những hình ảnh rất thật trong điều trị chăm sóc sơ sinh thiết yếu cho những điều cho những bà mẹ bị F0 ở cái nhóm 1 và nhóm 2 để chúng ta mạnh dạn chúng ta chăm sóc cho em bé, để chúng ta thấy được các cái lợi ích mà chăm sóc thiết yếu như được bác sĩ Hoàng đã báo cáo trong trường hợp mẹ bị F0, đó chính là trong nguồn sữa mẹ của chúng ta có vô vàn nhiều điều lợi ích. Thì trong có một cái lợi ích mới hơn nữa mà chúng ta cần bổ sung vào, đó là lượng kháng thể chống lại virus corona. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải nhấn mạnh. Tại vì sao tôi muốn nói lên như vậy, là khi các bác sĩ sản ngay cả trong bệnh viện Từ Dũ cũng như các nơi, chúng ta đang lo lắng
và cân đong, cân nhắc giữa lợi ích cho bà mẹ và đứa trẻ khi chăm sóc thiết yếu là chúng ta sợ lây cho em bé, nhưng mà chỗ bác sĩ Chi cũng như bác sĩ Tiểu Anh sẽ cung cấp cho chúng ta những hình ảnh và những con số, thông số để chúng ta thấy rằng đây là những cái việc làm rất là lợi ích, rất là thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ cũng như của các tổ chức y tế thế giới, và đặc biệt là từ kinh nghiệm của chính chúng ta như Bệnh viện Long An hoặc ở Bệnh viện Từ Dũ ta cũng đã làm một số các câu ca. Thì để tiếp theo thì xin mời các ý kiến của các đầu cầu của các anh chị bác sĩ, chúng ta có ý kiến xin đặt câu hỏi để các báo cáo viên trả lời. Xin mời. Dạ, có một câu hỏi trong hợp chat của Bệnh viện Bình Tân là bệnh nhân 232 tích 5 tuần đang điều trị dự phòng tiền sản giật với aspirin và hiện nay nhiễm COVID với mức độ nặng, đang thở oxy máy 8 lít phút và dùng Novonox. Thì bây giờ có cần ngưng aspirin không? Và xin hỏi hướng xử trí cho bệnh nhân này. Xin mời bác sĩ Kiệt. Em thì không có kinh nghiệm trong vấn đề điều trị aspirin của tiền sản giật. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân em thì về việc sử dụng Benox, tuy nhiên là phải sử dụng rồi tại bệnh nhân đang vấn đề nặng. Còn vấn đề aspirin nếu không có chống chỉ định hay gì về vấn đề này thì vẫn tiếp tục sử dụng để vấn đề nguy cơ cao của tiền sản giật ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hiền. Cho nói lại là sử dụng aspirin sau khi sanh hay là đến trước, còn trước khi sanh ạ? Ở đây bác sĩ của Bình Tân đề nghị hỏi là sử dụng aspirin để dự phòng tiền sản giật nguy cơ cao ạ? Trong quá trình mà cứ sử dụng aspirin để dự phòng tiền sản giật nguy cơ cao thì chúng ta cũng đã có phác đồ. Thì các anh chị có việc cái vấn đề mà sử dụng aspirin mà phối hợp theo cái kháng đông trong cái nhóm vấn đề tiền sản giật nặng, ở đây thì chúng ta chuyển thường thường chúng ta tách ra từng vấn đề một. Thứ nhất là cái vấn đề sự điều trị dự phòng aspirin, chúng ta điều trị theo phác đồ thì không có ai vấn đề ảnh hưởng đến cái vấn đề rối loạn đông máu hoặc thay đổi đông máu. Vì trước khi sanh mà vẫn đến thứ 36 hoặc 37 thì người ta đã sử dụng ngưng aspirin. Và xin mời các câu hỏi tiếp theo. Xin mời bác sĩ Hoàng Tuấn ạ. Mời bác sĩ Hoàng Tuấn mở mic lên ạ. Dạ, xin mời. Dạ, kính chào và các bác sĩ, quý đồng nghiệp. Tôi có một số câu hỏi. Trước tiên là với bác sĩ Từ Anh thì tôi có ba cái vấn đề với bác sĩ Từ Anh, nhờ bác sĩ Từ Anh giải thích thêm cho nó rõ. Tức là trong khi tiết sanh đó thì chúng ta biết rằng là tiết sanh thì tỷ lệ lây từ mẹ sang con 22-8%. Thì như vậy đó, thì bác sĩ Từ Anh mình có thống kê lại đó là cái thời gian mà bà mẹ bắt đầu bị nhiễm cho tới lúc sanh nó có liên quan gì đến cái outcome của em bé là kết quả nó dương tính hay không? Tức là nếu bà đó đã nhiễm 4 tuần thì sanh ra em bé nó có tỷ lệ dương tính khác so với bà bị 6 tuần hay bà bị 2 tuần. Thì vấn đề như vậy đó thì tiếp theo nó là cái bà mẹ mà đã nhiễm rồi, F0 rồi, bà qua cái giai đoạn rồi bà hết rồi, thì khi bà đi sanh á thì mình có cần chăm sóc em bé những vấn đề gì khác hơn so với em bé mà mẹ không có nhiễm hay không? Cái vấn đề nữa là cái xét nghiệm của mình á là nếu mẹ dương tính thì em bé sẽ được xét nghiệm 2 lần lần đầu và lần thứ hai là 48 giờ sau sanh. Nhưng mà cái thời gian khởi phát sớm của
cái thời gian khởi phát sớm của bệnh sơ sinh đó là từ 2 đến 7 ngày. Như vậy sau 2 lần đó, nếu nó âm tính và chúng ta không làm xét nghiệm lần nữa thì có liệu là chúng ta có bỏ sót cái em bé nó có thể nó dương tính ở lần 3 nếu sau một tuần lễ chúng ta làm hay không? Và một vấn đề nữa là vấn đề ENC. Thì thật sự thì những lợi ích của ENC thì tất cả các bác sĩ chúng ta đều nắm rõ hết rồi. Nhưng mà tôi cũng xin bác sĩ Tự Anh chia sẻ thêm cái kinh nghiệm thực tế từ khi mà có COVID tới giờ. Thì vấn đề chúng ta về ENC chúng ta có thay đổi gì không? Chúng ta có gặp khó khăn nhiều hơn không? Chúng ta có thay đổi gì được nhiều không? Phải để cho nó phù hợp không? Vì thực tế chúng tôi thấy không phải lúc nào các bà mẹ cũng đồng ý cái việc làm ENC với chúng ta. Những cái trở ngại mà tôi thường gặp là thứ nhất là bà mẹ người ta sợ, người ta sợ lây cho con người ta, thành ra người ta từ chối. Thứ hai là nhân viên y tế cũng không mấy mặn mà trong cái chuyện thực hiện ENC, vì người ta cũng sợ lây, người ta chỉ cắt em bé ra thì nó cảm thấy là nó dễ dàng hơn cho người ta, đỡ nguy hiểm hơn cho người ta. Thành ra thực tế thì chúng tôi làm, chúng tôi cũng gặp rất là khó khăn, mà chúng tôi rất kiên trì trong chuyện này. Thì nhà bác sĩ Từ Anh cũng như là bác sĩ Chi có thể chúng ta có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm mà để chúng ta làm được tốt hơn. Dạ, xin đó là phần của bác sĩ Từ Anh. Và trước nữa thì tôi xin phát biểu tiếp. Dạ, cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn những câu hỏi rất là hay và cũng rất là khó của anh Tuấn. Thì đầu tiên anh Tuấn hỏi là cái cách sinh với lại cái thời điểm nhiễm không ạ? Cái thời cách sinh và thời điểm nhiễm của bà mẹ thì nó liên quan như thế nào tới cái outcome của em bé, tỷ lệ nhiễm ạ? Thì đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà rất tiếc là tại vì cái tỷ lệ mà nhiễm ở trẻ sơ sinh nó ít, cho nên những cái tài liệu mà những cái nghiên cứu mà em tìm được trên mạng về sơ sinh đó thì chỉ mới là những cái case story thôi, tức là những mô tả hàng loạt ca thôi, chứ chưa có tác giả nào mà kết luận được cái mối liên quan giữa cái cách sinh hay là cái thời điểm nhiễm với lại cái tỷ lệ nhiễm của em bé. Thì đây là một cái gợi ý để mình nghiên cứu rất là hay. Một cái nghiên cứu của người ta thường là em thấy em đọc có những cái tài liệu là số trẻ mà nhiễm nó khoảng 20 ca, cái báo cáo Ấn Độ khoảng 20 ca thôi. Thật ra người ta chưa có đủ con số đủ lớn để người ta ta tìm ra được cái ta trả lời cái câu hỏi đó. Rồi anh Tuấn hỏi là dạ, anh Tuấn hỏi là mẹ từng là F0, tức là tiền sử là F0, bây giờ đi sanh thì mẹ âm tính rồi, thì giờ mình có phải lưu ý gì hay không? Thì trong phần trình bày của em á cũng có nói là tới các hội chứng viêm đa trung tâm, viêm đa cơ quan MIS của sơ sinh á, thì nó liên quan tới kháng thể, tức là cái bà đó đã từng là F0 rồi, bây giờ bà không không, hiện tại bà là xét nghiệm âm tính nhưng mà trong người bà đã từng có kháng thể, thì vẫn có thể cái kháng thể đó vẫn có thể gây ra những cái phản viêm cho em bé sơ sinh và gây ra những cái tổn thương đa hệ thống. Do đó là con của bà mẹ đã từng là F0 á, thì khi mà nằm ở tại bệnh viện sản thì cũng còn được theo dõi sát hơn, và nếu như nó có xảy ra những cái bệnh cảnh mà sốc hoặc là tổn thương đa cơ quan á, thì bên cạnh cái nguyên nhân nhiễm huyết thì mình cũng cần nhớ tới cái nguyên nhân này để mình chẩn đoán phân biệt. Vì anh về mình cũng biết là điều trị của nhiễm khuẩn huyết với là điều trị của hội chứng viêm đa trung tâm thì nó hơi khác nhau một chút. Nếu mà hội chứng viêm đa trung tâm đa cơ quan á, thì mình phải sử dụng thêm cái immunoglobulin miễn dịch truyền tĩnh mạch và có thể dùng thêm dexamethasone, còn nếu nhiễm khuẩn huyết thì mình chỉ cần kháng sinh là chính. Và anh Tuấn cũng hỏi là xét nghiệm là một câu hỏi rất là hay. Em cũng chợt nhận ra là trong cái slide em là thiếu mất hai cái thời điểm xét nghiệm nữa là 7 ngày và 14 ngày tuổi, tức là nếu như hai lần xét nghiệm đầu
cho dù em bé đã âm rồi thì 7 ngày và 14 ngày tuổi thì em bé đó sẽ cần phải làm xét nghiệm kiểm tra lại, giống như là mình theo dõi một trường hợp F1 vậy đó. Còn cái những câu hỏi về y về nhai kỳ da, về cái ôm đầu tiên cho trẻ con mẹ F0 thì đây là những cái trăn trở và những cái khó khăn mà cả Từ Vũ cũng đang gặp. Thực sự thì để chia sẻ cái chuyện này á, thì em nghĩ là hoặc là bác sĩ Tô Hoài Thư là đang phụ trách khoa em khu điều trị COVID đó, và nhất là bác sĩ Chi sẽ trả lời chính xác hơn. Còn em thì hiện tại là em thấy là rõ ràng, đúng là như anh Tuấn nói, ngay cả nhân viên y tế mình cũng rất là băn khoăn khi mình làm, thì mình sợ là mẹ sẽ lây cho con. Mình lo lắng điều đó chứ không phải chỉ riêng mà mẹ không đâu, mình sợ là khi mình cho con nằm chung với mẹ trong cái môi trường như vậy á, thì em bé có khả năng nó sẽ bị nhiễm nhiều hơn là mình tách rời em bé ra khỏi bà mẹ đó. Và đúng là khi mà mình cho con nằm với mẹ thì mình sẽ cực hơn, nhân viên y tế sẽ cực hơn. Thì phần này chắc em nhờ bác sĩ Tô Hoài Thư và bác sĩ Lương Kim Chi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế. Em xin hết ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Chi ở Long An ạ, mời chị Chi, mời chị Kim Chi chia sẻ. Trả lời cái câu đầu, mà bác sĩ Hoàng Tính hỏi, tôi mới nhớ cái lúc mà mới bắt đầu COVID ở Long An đó, có một bà mẹ ở quận 7 và về đây ở khu giải chiến đang mang bầu, và khi đi vô sanh thì bà mẹ giấu cái chuyện bà mẹ âm tính. Đến khi sanh ra rồi đó, em bé này nó bị ọc sữa, nó bú sữa bình cho nên ọc sữa nó gửi xuống sơ sinh. Thì bác sĩ mới hỏi như chứ trong quá trình mang thai chứ có bệnh gì không, thì lúc đó bà mẹ mới khai ra bị COVID. Ôi trời, nhân viên nhám nhào lên hết, ôi đóng cửa mọi thứ là coi như là bùng nổ rồi, có một cái không lọt vô khoa mình. Cuối cùng thì gọi lên trên ban chỉ đạo CDC thì người ta nói là bà mẹ âm tính 2 ngày rồi, 2 ngày âm tính, không có gì vội sợ hết trơn á. Và cuối cùng nhẹ nhõm được chút xíu, thở phào, và em bé này được theo dõi 3 ngày. Thì sau khi cho da cái da bố mẹ lại thì em bé ổn định, và cũng theo dõi, nhưng sau đó thì thấy em bé không có triệu chứng gì. Còn cái vấn đề mà da cày da đó, thực sự á, là khi mà tôi về đây tôi làm đó, tôi có nói với bác sĩ Thống, Văn Phụng Thống nhà mình, là tôi nói thiệt với ông nha, nếu mà ông cho tôi làm da cày da tuyệt đối 100% á, là tôi chào tạm biệt ông, tôi đi về, từ việc ông tôi đi về Sài Gòn chứ tôi không chơi với ông nữa. Thì cuối cùng bác sĩ Thống nói là bà muốn làm gì mình làm. Cho nên khi Hiền, bác sĩ Hiền với các cái đội mà ông xuống mà giám sát đó, thì hỏi tại sao chị làm được 100% vậy, không có tin. Cho nên là ở đây tất cả dù sanh non, sanh đủ, sanh lớn, sanh nhỏ, tất cả mẹ yếu, con khỏe gì cũng đều được da cày da. Cho nên khi có COVID ập đến thì dễ như trở bàn tay. Mà nhân viên thấy rằng những bà mẹ nào mà không có triệu chứng mà con khỏe mạnh mà đi theo mẹ là mừng ơi là mừng. Còn là có những cái cặp như vậy để cho nhân viên y tế đỡ mệt. Chứ còn nếu mà mẹ mà bị đi ly thở máy đó là một vấn nạn cho nhân viên y tế. Phải ôm cái đứa này là trăn trở, thử đi thử lại. Người ta ông bà nói âm dương hòa hợp, còn mẹ âm dương lẫn lộn, khi thì dương khi thì âm, nhào tới nhào lui. Mà CDC bắt rất là phải 2 lần âm tính mới được rời khỏi. Rất là khó khăn cho nhân viên y tế. Để ôm đứa nhỏ mà đút sữa ngày đêm sớm tối rất là cực. Còn nếu có mẹ nó ôi thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó chăm hết, chả mình chả làm gì chân, chỉ theo dõi dùm cho nó thôi. Rất là nhẹ luôn, và bà mẹ chưa thấy bà mẹ nào từ chối cả. Người ta coi như đó là trở thành thường quy của bệnh viện rồi, không có cái gì phải khó khăn cho nhân viên y tế về cái chuyện tư vấn cả. Yeah. Số mà trẻ em mà bị nhiễm theo mẹ có bên mình có làm gì chi ha? Mẹ là F0 đó anh Hải, mẹ là F0. Mẹ là F0, còn con thì âm dương lẫn lộn, kỳ dương kỳ âm, có kỳ đẻ ra âm sau đó là dương, có kỳ đẻ ra dương sau đó âm, cũng có tất cả các loại. Nhưng mà các em đi theo mẹ thì hiện nay làm được 26 ca. Thì nãy cũng có nói một cái ca 29 tuần mẹ nặng quá, cho nên là cũng em bé bằng 104, cho nên chúng tôi cũng không có kéo làm gì. Rồi mẹ cũng mất, con cũng để con mất luôn. Thì còn lại là tất cả các ca khác đó là mình giữ lại 4 ca là không có mẹ, mẹ phải chuyển đi cách ly. Còn lại 21 ca kia là theo mẹ hết. Non tháng cũng có, đủ tháng có. Nãy tôi có báo cáo là 8 ca sinh non nhà cân. Và còn lại là đủ tháng thì đi xuống hậu sản hậu phẫu. Và hết giai đoạn hậu sản hậu phẫu thì bác sĩ sản sẽ cho xuất viện và đi ra cái khu tập trung để chờ mẹ con âm tính rồi mới đi về. Thì hiện nay là chỉ còn lại có 8 ca trong khoa thôi.
8 ca, ca trong khoa khu cách ly thôi, còn bao nhiêu là xuất viện. Vâng, cảm ơn nhà nhà chăm sóc lại mẹ cảm ơn chị. Nhưng chia sẻ rất thật. Và những cái điều băn khoăn của bác sĩ Hoàng Tuấn cũng như chúng tôi hiện tại, và tôi không nghĩ rằng là ở đây đâu, và hầu hết của các bác sĩ sản và bên sơ sinh chúng ta vẫn rất là còn lo lắng. Nhưng mà chúng ta đã có hành lang pháp lý của bộ, của sở, đặc biệt là cái báo cáo của chị Chi, Vương Thị Kim Chi, tôi đánh giá rất cao ở dưới đó. Chúng ta đã giải tỏa được hết tất cả của các vấn đề. Về vấn đề chúng ta lây nhiễm cho con và con có trở nặng hay không, thì các anh chị thấy số liệu của bác sĩ Kim Chi nói cũng là một điều chúng ta hết sức suy nghĩ. Và hiện tại chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm. Chúng ta cứ nhìn thấy của bên Long An làm, rồi chúng tùy theo điều kiện của chúng ta để chúng ta gắn kết. Đặc biệt là cái câu của chị Chi nói là khi mà mẹ theo con thì nhân viên y tế khỏe vô ngần, tôi đồng ý. Rất khó khăn trong thời điểm mà Covid này mà mẹ chăm sóc ở các khu của chúng ta cũng thấy đã khó. Và trẻ sơ sinh mà nằm ở trong cái con của F0 mà chúng ta phải tự chăm sóc thì các chị thấy ở một số bệnh viện bạn là cũng phải đi thuê ở một số các cái cơ sở vật chất, xong rồi chúng ta tuyển tình nguyện viên, lo tình nguyện viên để chăm sóc và bú sữa. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chia sẻ mà rất là có nhiều ý nghĩa. Thì chúng ta có thể vừa tiếp tục chúng ta làm từ ít cho tới nhiều, từ điều kiện cơ sở của mình với cái hành lang pháp lý có và sự chia sẻ của bác sĩ Chi như vậy, tôi đánh giá rất cao. Vâng, xin mời các anh chị hát được đầu cầu ạ. Xin mời bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng bác sĩ Phạm Thiết Công mở mic lên chúng ta trao đổi. Xin mời bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng trong khi chờ đợi bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng thì có một câu hỏi của bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bác sĩ Lê Thị Thu nói về một cái ca là thai 23 tuần đã được chích vaccine cái đây 4 tháng, chắc là lúc đó chưa biết có thai. Hiện tại thì bị nhiễm lúc ngày 30 tháng 9 và có triệu chứng là đau họng, mỏi cơ, ho khan. Xin hỏi là có cần điều trị kháng sinh corticoid chống đông hay không? Thứ hai là nguy cơ em bé sau này sinh ra thì có tiên lượng nặng hay không? Xin mời trả lời, mời bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng ơi, chưa nghe, bác sĩ Hoàng chỉnh lại mic đi ạ. Vẫn chưa nghe bác sĩ Hoàng ơi. Alo. Rồi, nghe rồi bác sĩ Hoàng. Dạ, nghe rồi. Nghe chưa bác sĩ ơi? Nghe rồi bác sĩ Hoàng ơi, xin mời ạ. Nhận được tín hiệu âm thanh chưa bác sĩ? Nghe rồi bác sĩ Hoàng, có nghe từ phía bên đầu cầu đây thôi ạ. Nhận được tín hiệu âm thanh chưa bác sĩ? Được, đã nghe rồi, nhưng mà bác sĩ Hoàng cứ nói đi. Bác sĩ Hoàng có nghe từ đầu phía đầu cầu của bác sĩ Hoàng không? Hello. Vâng, đã nghe rồi. À.
Hoàng nói đi, Hoàng nói đi. Alo. Nghe rồi đó, bác sĩ Hoàng nói đi. Hình như bác sĩ Hoàng không nghe được học cầu bên đây à. Tín hiệu âm thanh nhận được chưa bác sĩ? Bên đang rõ lắm rồi. Nghe rồi mà hình như bác sĩ Hoàng không nghe tín hiệu được bên đây đúng không ạ? Bác sĩ Hoàng kiểm tra lại cái mic của mình đi. Bác sĩ Hoàng không nghe được. Bác sĩ Hoàng không có đeo cái tai nghe cho nên không nghe được. Bác sĩ Hoàng phải đeo cái tai nghe vào. Hiện nay bác sĩ Hoàng đang kết nối bằng cái tai nghe cho nên mình nói bác sĩ Hoàng phải đeo cái tai nghe vào mới được. Dạ em đang nhắc bác sĩ Hoàng ạ. À. Bác sĩ Hoàng đeo tai nghe vào mới nghe được. Ở đây không biết có vấn đề gì mà ở đây tôi không nhận được cái âm thanh ở đây. Ý gọi lên cho bác sĩ Hoàng đi. Vậy thì giờ xin mời bác sĩ của phụ sản nhi Đà Nẵng ạ. À. Xin mời bác sĩ Công. Hello. À, bác sĩ Công cũng chưa nghe được luôn, cũng chưa nghe được từ đầu cầu của bác sĩ Công luôn. Em đeo cái tai nghe vô, em kết nối qua tai nghe mà. Anh nói mọi người phải đọc hỏi khác nha, để chỉnh lại. Em phải đeo cái tai nghe em mới nghe được. À, chắc bác sĩ Hiền là cho câu hỏi khác đi để báo cáo viên khác trả lời đi, trong khi bác sĩ Hoàng đang chỉnh cái tai nghe đó. Dạ vâng ạ. À. À, xin mời bác sĩ Công. Bác sĩ Công cứ mở mic lên để trao đổi ạ. À. Bên đây không nghe được à. Vậy xin mời câu hỏi khác ạ. À. Có một câu hỏi trên hợp chat của bác sĩ Thống cho đặt cho bác sĩ Từ Anh về cái việc sử dụng dexamethasone. Và có một bác sĩ của Mỹ Đức cũng hỏi luôn thì... em xin đọc câu hỏi là sử dụng dexamethasone đường uống theo gói và đường chích thì khác nhau làm sao, và cái giờ khi sử dụng như vậy thì khi mẹ hết bệnh rồi thì đến lúc mà bị vợ sinh non thì có cần sử dụng nữa hay không? Mời bác sĩ Từ Anh. À, cái đề xa này hình như là của ông sản à, chứ còn đề xa mà dùng cho trẻ sơ sinh á là chỉ có đường tĩnh mạch thôi, còn nghe có gì mà hết. Như câu này của bác sĩ Hoàng á, sao bác sĩ Hiền sao lại dừng? Câu này nó bao gồm luôn cả câu của mình về Mỹ Đức luôn á. Chị Anh là hỏi về sử dụng corticoid và IVVJ ở sơ sinh luôn á. À, dạ là nếu ở trẻ sơ sinh á thì cái này là theo guideline của Viện Hàn Lâm Khoa Hoa Kỳ thì mình sẽ dùng cái IVIG tức là immunoglobulin miễn dịch truyền tĩnh mạch và dexamethasone nếu chẩn đoán là hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ sơ sinh. À, mình chẩn đoán hội chứng này khi có tổn thương từ hai cơ quan trở lên, ví dụ như là nó có cái biểu hiện của viêm phổi nặng kèm với lại một cái DIC mà mình loại trừ được cái DIC do nhiễm khủng huyết rồi thì mình nghĩ tới cái NIS N thì mình sẽ dùng IVIG và dùng cái dexamethasone. Tính hết à? À vâng, cảm ơn bác sĩ Từ Anh. Thì cũng giới thiệu thêm với các anh chị, giống như lúc đầu bác sĩ trong phòng dữ liệu tiếng có giới thiệu là có bác sĩ Lê Quang Thanh, giám đốc bệnh viện, cũng là trưởng ban phòng chống dịch của bệnh viện Từ Dũ. Mời bác sĩ Thanh có thể chia sẻ thêm với lại các anh chị ạ.
Tiếp theo thì chắc là em mời bác sĩ bệnh viện phụ sản Tiền Giang chỗ chị Thủy có những cái câu hỏi mà lúc trưa mình bàn về cái sắp tổ chức bệnh viện COVID, chị có thể đưa ra để cho bác sĩ Thanh, bác sĩ Hải và các bác sĩ hỗ trợ. Dạ em xin mời bác sĩ Thanh ạ. Dạ em mời bác sĩ Thanh mở mic lên ạ. Có một số cái điểm lưu ý của cái SARS-CoV-2 đó, khi nhiễm SARS-CoV-2 thì anh chị em mình lưu ý là thường thì chúng ta hay sử dụng cái thuật ngữ là viêm đường hô hấp cấp và viêm phổi, nhưng mà thực tiễn thì khi mà nhiễm cái SARS-CoV-2 thì được chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó, chúng ta gọi là cái giai đoạn mà virus đó, nó đang nhân bản, thì thời gian này từ ngày thứ nhất cho đến khoảng là dưới 10 ngày thì giai đoạn đó là cái giai đoạn virus nhân bản, là giai đoạn thứ nhất. Thì ở giai đoạn virus nhân bản có khả năng là có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng. Thì trong cái giai đoạn 1 virus nhân bản này thì cái điều trị chính ấy, cái điều trị then chốt ở giai đoạn này ấy, là sử dụng thuốc chống virus là Remdesivir đó, là cái chỉ định chính. Rồi có một cái tình trạng nữa là sau khi mà chúng ta đã kiểm soát được cái sự nhân bản của virus rồi đó, và có những người mà khi xét nghiệm ra SARS-CoV-2 đã âm tính rồi, nhưng trên thực tiễn lâm sàng thì bệnh càng lúc càng nặng, thì nó bước vào cái pha 2 của bệnh, tức là lúc đó chúng ta gọi là cái giai đoạn như hồi nãy bác sĩ Hoàng trình bày gọi là viêm phổi, gọi là viêm phổi. Thì ở cái giai đoạn viêm phổi này thì cái nổi bật nhất của SARS-CoV-2 á, là nó gây nên tình trạng viêm phổi và rất đặc biệt đó, là nó có cái hiện tượng là thrombophilia, tức là cái hiện tượng tuyên tắc các cái vi mạch của phổi, nó là then chốt. Cho nên câu chuyện ở đây là kháng sinh chỉ là chống bội nhiễm thôi, thì ở vào cái giai đoạn này chúng ta phải sử dụng kháng đông. Cho nên ở giai đoạn 2 đó thì cái then chốt của điều trị là sử dụng kháng đông để làm sao chống cái tuyên tắc vi mạch, và đặc biệt là không phải là đông máu nội mạch lan tỏa mà là tuyên tắc vi mạch của phổi. Cho nên chúng ta chống cái tuyên tắc đó thì chúng ta sẽ, người bệnh sẽ không bị nặng thêm. Thì ở vào cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn phổi, giai đoạn viêm phổi, hay là còn gọi là giai đoạn phổi mềm, tức là giai đoạn phổi sớm. Nếu chúng ta không ngăn chặn được vào lúc này đó thì người ta sẽ bước qua cái giai đoạn phổi nặng, hay là giai đoạn phổi muộn, hay là giai đoạn phổi cứng. Thì lúc đó sẽ có hiện tượng là thoát dịch từ các cái lòng mạch đó, thoát dịch vào phế nang. Và khi thoát dịch vào phế nang rồi thì cái dịch này á, là nó rất giàu cái protein, cho nên nó gây nên cái hiện tượng đông đặc. Các anh chị hình dung giống như là cái nước mà mình luộc thịt đó, nước mà luộc thịt gà đó hay là luộc thịt bò đó, thì sau khi chúng ta luộc xong mà nếu chúng ta để ở ngoài nó sẽ đông lạnh, mà chúng ta để vào tủ lạnh nó sẽ đông lạnh, nó rất dễ đông. Thì cái nước mà thoát dịch á, vào trong cái phế nang thì không phải là dịch tấm mà là dịch tiết, và nó giàu protein, cho nên nó gây nên hiện tượng đông đặc rồi. Và cái đặc tính của cái người mà bị SARS-CoV-2 mà bị COVID-19 mà diễn tiến mà đến viêm phổi đó, thì cái đặc tính của họ là họ đói oxy, tức là người ta dùng cái chữ là đói oxy, có nghĩa là oxy lúc nào cũng phải đầy đủ, và dung lượng là cái lưu lượng lúc nào phải cao, có thể tới 15, 20 hoặc là mấy chục HFNC chẳng hạn, thử mấy chục lít, thở mấy chục lít một phút, là bước vào cái phòng đó là hầu như chỉ nghe tiếng oxy mà. Họ đói oxy tới một mức đó, mà khi mà bạn đút ăn cho họ đó thì vội vã dở cái mask lên đút muỗng ăn vào, xong rồi úp cái mask vào ngay, bởi vì họ không có oxy là họ có thể là không chịu nổi và có thể tử vong ngay. Thì cho nên ở vào cái giai đoạn mà khi mà chúng ta cố gắng làm sao để cái người ta ở cái giai đoạn không bước vào cái giai đoạn phổi cứng, tức là giai đoạn phổi nặng đó, thì cái thuật ngữ chúng ta sử dụng ở trong cái SARS-CoV-2, cái nhiễm COVID-19, nếu mà đúng nghĩa của phổi thì chúng ta phải dùng cái thuật ngữ là tổn thương phổi, chứ chúng ta không dùng cái thuật ngữ là viêm phổi. Cái thuật ngữ viêm phổi nó không mô tả hết được cái sang thương ở phổi do SARS-CoV-2, kể cả khi mà cái hệ thống miễn dịch nó đáp ứng miễn dịch viêm quá mức, nó trở thành cơn bão cytokine đó, tức là huy động một lực lượng lớn đại thực bào vào, thì lúc đó là cơ thể không kiểm soát được, thì cái đại thực bào đó nó tấn công vào các tạng của cơ thể, dẫn đến suy đa tạng. Mà cái đầu tiên hết là phổi nó sẽ bị tổn thương, bởi vì cái đại thực bào nó tấn công vào phổi luôn. Thì cho nên ở đây cái đặc tính của cái anh chị em mình lưu ý là cái đặc tính của cái SARS-CoV-2 này là cái thứ nhất là tại sao có những người
mà chúng, tại sao có những người mà chúng ta điều trị là chúng ta thấy giảm rồi, chúng ta thấy hồi phục rồi, ra được khỏi phòng hồi sức rồi, thử lại sạc COVID âm tính rồi, nhưng sau đó quay trở lại phòng hồi sức. Và có một cái rất quan trọng ở trong cái sạc COVID ngay này là thế mà đã đặt đúng một khí quản đó thì hầu như là tử vong. Đối với lại những cái trường hợp á, mà chúng ta có được những cái trung tâm hồi sức tích cực mà điều trị sạc COVID đó, thì lúc đó nếu mà đặt nội khí quản thì tỷ lệ sống là khoảng 50-50, tức là 10 người đặt nội khí quản thì sống được khoảng 4 người 5 người, cũng sống được khoảng 5 người là tử vong. Nhưng mà nếu ở các cái cơ sở mà không chuyên đó, hoặc là ở các bệnh viện giã chiến đó, mà đặt nội khí quản mà thở máy xâm lấn đó, thì chắc chắn một điều là gần như là tử vong, hầu như là người chết người. Cho nên ở Hoa Kỳ đó thì những cái phòng ICU mà trước khi cho bệnh nhân thở máy đó, có khi người ta cho bệnh nhân gọi điện thoại về cho gia đình để mà gần như là cái lời chào từ biệt và có thể là ra đi mãi mãi đó. Thì cho nên các anh chị em mình lưu ý là cái then chốt của cái điều trị COVID đó là đừng để người ta vào nội khí quản, bằng mọi giá đừng để vào nội khí quản, ví dụ như là cho nằm sấp. Ở trong sạc COVID-2 thì nó có một cái hay, cái COVID-19 nó có một cái hay là trong lúc cần thiết đó, các anh chị có thể cho bệnh nhân nằm sấp hoặc là cho bệnh nhân nằm nghiêng. Thì lúc đó cái dịch ở trong phổi đó, theo cái nguyên tắc của trọng lực đó, là nó sẽ tập trung, nó đặt ở phía dưới. Thì cái phần phổi phía trên đó, mà vẫn còn không khí tốt đó, thì chúng ta huy động tối đa được cái phần phổi lạnh còn lại. Cái phần phổi lạnh còn lại chúng ta huy động được. Cho nên có những cái người bệnh rất là ngoạn mục, có nghĩa là khi mà nằm ngửa đó, SpO2 của họ chỉ có 60 thôi. Nhưng mà khi chúng ta lật úp họ xuống đó, thì SpO2 lên 90. SpO2 lên 90 thì lúc đó là cái dấu hiệu báo hiệu rằng là khi mà lật sấp người bệnh xuống mà SpO2 tăng lên đó, nó báo hiệu rằng là người này đã tổn thương phổi khá nặng rồi. Cho nên chuẩn bị tinh thần là người này phải được tích cực điều trị. Và trong đó kể cả cái việc là sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch, mà cái ức chế miễn dịch đơn giản nhất là chúng ta sử dụng corticoid liều cao. Còn nếu mà có những cái thuốc ức chế miễn dịch tốt hơn, ví dụ như là kháng thể đơn dòng hay là gì đó, thì ta có thể sử dụng. Thì cho nên các anh chị lưu ý là nó có một số những cái key point, tức là những cái điểm chính ở trong điều trị của cái COVID. À, thì trong cái trường hợp mà chúng ta cố gắng là nếu có điều kiện đó, thì đừng đặt nội khí quản. Chúng ta có thể hút mask, chúng ta có thể bóp bóng, chúng ta có thể lật sấp người bệnh xuống, chúng ta có thể tăng thông khí bằng mọi cách, chứ đừng đặt nội khí quản. Đến khi nào mà hết đường rồi đó, thì chúng ta hãy đặt một kết quả, là bởi vì người ta thống kê cho thấy là khi đã đặt một kết quả là gần như là tử vong. Thì thành thử ở đây nói tóm lại thì đối với là sạc COVID ấy, thì nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn gọi là virus mà đang nhân bản. Ở giai đoạn này ấy, thì khá là đơn giản, hầu như không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất là nhẹ. Thì cái điểm chính của điều trị giai đoạn này dự phòng là chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng virus. Đến cái giai đoạn mà có biểu hiện ở phổi, tức là viêm phổi nhẹ cho tới vừa đó, thì đến giai đoạn này là cái điều trị chính của chúng ta là kháng đông và dexamethasone. Và đến khi mà vào cái giai đoạn phổi nặng đó, tức là giai đoạn phổi cứng rồi ra, thì lúc này không còn quan tâm đến cái chúng ta ít quan tâm đến cái tải lượng virus nữa. Lúc này có khi tải lượng virus âm tính nhưng mà người ta vẫn tập tự miễn sinh luôn, là bởi vì lúc này nó bị các cái biến chứng, các cái hậu quả của cái việc là virus sau khi mà bị virus tấn công rồi. Thì thành từ 3 cái giai đoạn như vậy, nó có 3 cái điểm chính thì anh chị em mình lưu ý trong cái điều trị. Và ở đây thì hôm nãy tôi thấy có một câu hỏi, anh chị em hỏi rằng là sử dụng corticoid thường thì chúng ta dùng đường tiêm dexamethasone đường tiêm và chúng ta kết hợp luôn là lấy cái 6mg đó làm cái liều hỗ trợ phổi. Nếu như mà chúng ta sử dụng một cái đợt điều trị mà dexamethasone 10 ngày 7 ngày chẳng hạn, và sau đó chúng ta ngưng điều trị, nhưng mà sau đó người thai phụ đó chuyển dạ sinh non, thì các bạn không cần phải lọc lại dexamethasone nữa, trừ khi là lúc đó thì qua một tuần, có nghĩa là dexamethasone nó sẽ có tác dụng hỗ trợ phổi trong một tuần. Nếu mà qua một tuần đó, thì có thể chúng ta mới cân nhắc là có lập lại hay không lập lại. Và hiện nay quan điểm sản khoa của chúng ta là vẫn hạn chế tối đa lập lại cái hỗ trợ phổi, chúng ta vẫn còn hạn chế lắm. Cùng lắm là chúng ta lập lại thêm một liều nữa thôi, nếu như là cái liều trước đó chúng ta sử dụng đã cách đó một tuần thì chúng ta mới lập lại, còn nếu không các bạn không cần phải lập lại. Và nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy thì các bạn phải lưu ý một điều là nếu mà các bạn ở các cái cơ sở mà chưa từng gặp hoặc là ít gặp những cái trường hợp mà thai phụ mà bị nhiễm sạc COVID-2 mà bị COVID-19 mà trở nặng, thì các bạn nên tìm hiểu thêm
Bởi vì bệnh viện Từ Dũ mà khi mà triển khai cái này rồi thì chúng tôi rất là sốc. Chúng tôi cực kỳ sốc luôn, là bởi vì rất là nặng và có thể nói là tử vong rất trẻ. Và đặc biệt là của cái điều trị COVID này là chúng ta không tiên đoán được một điều gì cả. Chúng ta không tiên đoán được một điều gì hết. Tức là một người đó có khả năng là thấy có vẻ hồi phục rất tốt đó, bắt đầu giảm dần dần chuẩn bị truyền trại và sau đó đột ngột trở lại và lập tức vào thở máy và sau đó đứng đi luôn. Chúng tôi đã gặp những cái trường hợp đó không phải ít và hầu như những cái sản phụ đó còn rất là trẻ. Đó, cho nên cái cách mà quan trọng nhất, cái điểm quan trọng nhất trong điều trị SARS-CoV-2 không phải là hồi sức, mà cái quan trọng nhất là điều trị làm sao từ lúc mà người ta còn không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, triệu chứng vừa, chúng ta ngăn chặn đừng để người ta diễn tiến nặng, thì đó mới là cái điểm then chốt. Và lưu ý một điều là đối với SARS-CoV-2 đó, đối với lại COVID-19 đó, thì cái đầu tiên phải có và người ta rất là cần đó là oxy. Cái oxy sẽ cứu sống được rất nhiều người, nhất là những người trong cộng đồng, các cái thai phụ trong cộng đồng. Bởi vì lúc đó dùng đúng một cái từ thuật ngữ đó là đói oxy. Hễ có oxy là họ sống, mà không có oxy là họ chết. À, dù là thần kỳ đến mấy đi chăng nữa, dù là thần thông đến mấy đi chăng nữa, nhưng không có oxy là kẻ chết. Đã thành thử ra một số những cái điểm thì tham luận với anh chị em. Thêm còn các bác sĩ hiện nay ở tại bệnh viện Từ Dũ, đặc biệt là các bác sĩ điều trị của em mà và bác sĩ Thảo Tấn Kiệt, các bác sĩ gây mê hồi sức thì rất có nhiều kinh nghiệm về cái này, thì sẽ chia sẻ thêm với anh chị em. Xin mời bác sĩ Hoàng. Dạ. À, xin hỏi bác sĩ Hiền, không biết là cái tín hiệu âm thanh là... dạ. Nghe được chưa bác sĩ Hiền? Dạ bây giờ nghe rất là rõ rồi. Dạ. Cũng xin lỗi các anh chị, nãy cái máy vi tính em khởi động cái máy vi tính lại là sẽ vô lại bình thường các chị. Còn cái hệ thống âm thanh này em mua lại cũng đã bình thường như đó, rất tốt các anh chị. À, cái câu hỏi là có phải là bác sĩ Hiền gửi câu hỏi là hiện tại có một em bác sĩ đang mang thai 23 tuần luôn không bác sĩ Hiền? Dạ vâng, đúng rồi. À, thực sự câu hỏi này không biết là bác sĩ em tên gì, em có ở trên đầu cầu này không em ơi? Em này tên gì vậy bác sĩ Hiền? Bác sĩ này là ở bệnh viện ca, ở bệnh viện Dã Chiến rồi. Bác sĩ này ở Sản Nhi Nghệ An, tên là Lê Thị Thu. À, thực sự với cái câu hỏi này mà để trả lời cho đúng là bệnh nhân thì tôi trả lời khác, mà trả lời cho bác sĩ thì tôi lại trả lời khác các anh chị. Bởi vì cái người bệnh nhân, người ta có thể là mình sẽ không cung cấp cái thông tin ở góc độ khác, lúc đó mình chú ý đến cái vấn đề tâm lý của cái người bệnh nhân nữa. Còn ở khía cạnh y khoa thì mình lại nói khác. Cho nên là chắc xin phép ở đây thì tôi xin phép trả lời là về khía cạnh y khoa thôi. Còn nếu mà để giải đáp cho em này về là bệnh nhân luôn thì có thể là tôi sẽ tư vấn khác, với cái mục tiêu là không phải chỉ là bệnh, còn phải về mặt tâm lý cho em này nữa. Khi mà em này đang mang thai 23 tuần, đang có triệu chứng của một tình trạng là bắt đầu là có triệu chứng của mức độ 2 đấy các anh chị thấy là bắt đầu là không sốt nhưng có biểu hiện của đau họng mỏi cơ rồi, có nghĩa là ở mức độ nhẹ. Thì theo tiêu chuẩn cho đến giờ này của Bộ Y tế cũng như là của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp này có thể, không biết là em có nhầm hay không, em ghi là em là phát hiện dương tính là 30 tháng 9, 30 tháng 9 hay 30 tháng 8 vậy em? Chắc là 30 tháng 8. À, 30 tháng 8, 30 tháng 8 là 48 tháng, mới 2 ngày thôi. Thấy anh chị, nếu 2 ngày thôi thì một cái trường hợp diễn tiến như thế này là mới 2 ngày thôi các anh chị, chúng ta chưa dự đoán gì trước được hết. Bởi vì cái quá trình diễn tiến của nó là các anh chị biết phải qua từ 8 đến 10 ngày. À, quan trọng ngay cái thời điểm là cái thời điểm tuần lễ đó, cái đầu sau có triệu chứng các anh chị. À, thì cái diễn tiến bệnh chúng ta mới biết được. À, thì để những cái yếu tố mà chúng ta tiên lượng tốt cho em này là đã tiêm một mũi vaccine rồi, cách này được 4 tháng rồi, mũi vaccine một mũi mà trên 2 tuần là một cái tiên lượng tốt các anh chị. À, cho nên là hiện tại là em có thể sử dụng, không biết là ở địa phương em là ở Nghệ An á, có triển khai cái gói điều trị tại nhà hay chưa, có địa triển khai gói điều trị tại nhà hay chưa. À, riêng ở những cái gói điều trị ở nhà đó, khi bắt đầu có triệu chứng mà người ta triển khai cái gói monopiravir các chị, là gói uống. Đây là một cái trường hợp là cái thuốc kháng virus, là thuốc uống. Nhưng mà ở trường hợp này của em á, là
cần phải được tư vấn cho em đầy đủ trước khi em sử dụng. Họ đây em hỏi lại em bắt đầu có thể dùng kháng sinh, kháng viêm và cái kháng đông hay chưa? Các anh chị, thì ở đây trong cái gói điều trị tại nhà của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại triển khai là có thể sử dụng trong 3 ngày đầu. Rồi sau đó là tùy vào cái tình trạng lâm sàng của em mà sẽ đánh giá và tiếp tục em sử dụng. Thì riêng em là có thể em sử dụng được rồi đó. Cái này bắt đầu là em có thể sử dụng cái đề xa. Đề xa em sử dụng là cái viên là 0.5mg. Sử dụng là 6mg có nghĩa là dùng 12 viên một lần sau khi ăn, uống vào buổi sáng. Và cũng có thể một cái lựa chọn khác. Lựa chọn khác là cái viên 16mg đó thì mình uống ngày 2 viên. Thì đây là hai lựa chọn để mà nói là đầu tiên dùng kháng viêm. Nhưng mà nếu là cái ở đây cũng xin có một lưu ý thêm là nếu trong trường hợp mà em dùng cái kháng viêm, đây là cái đường uống nha, đây là cái đường uống, cho nên là việc qua nhau thai thì không đạt cái hiệu quả tối ưu giống như là chúng ta dùng cái dexamethasone mà đường chích. Nếu trong trường hợp nhập viện á, thì em dùng cái dexamethasone đường chích thì cái vấn đề mà nó hỗ trợ khỏi thai nhi là sẽ tốt hơn. Đó. Thì hồi nãy bác sĩ Quang Thanh có nêu vấn đề này ra, nếu trong trường hợp mà trước đó mà chúng ta chích rồi, chích cái betamethasone rồi thì sau đó chúng ta nhập viện 1 đến 2 tuần sau chúng ta có thể xem xét hỗ trợ lại. Và trong điều kiện là thai của em phải từ là về mặt lý thuyết ấy, là 23 tuần là bắt đầu có cụ thể của cái corticoid rồi. Nhưng mà cái điều kiện nuôi sống của Việt Nam chúng ta tính từ 24 tuần trở lên. Trong trường hợp của em á, nếu trong trường hợp mà em dùng cái kháng viêm này á, sau này nếu cần cái hỗ trợ cổ thai nhi lại thì em sẽ hỗ trợ lại. Bởi vì ở đây em dùng đường uống, cho nên là không qua thai không đáng kể. Sau đó chúng ta cần phải dùng lại, cũng như là tuổi thai em hiện tại nó quá nhỏ, em cần phải dừng lại. Thì cái đó là đầu tiên là kháng viêm. Còn kháng đông thì em cũng bắt đầu dùng luôn cái viên mà Rivaroxaban, cái viên mà 10mg á, uống ngày một viên, uống trong trước mắt lại uống 5 ngày đó. Thì sau đó rồi tiếp tục tùy vào diễn biến của lâm sàng của em nữa. Hôm nay mới ngày 2 thôi. Còn những cái thông tin thêm á, thì thí dụ như là nguy cơ của em bé thì tốt nhất cái giai đoạn này giống như nãy mà anh có nói đó em, thì giai đoạn này thai em ở cái khoảng là bên dưới này nè, em có thể em đi siêu âm đoán được cái hình thái thai nhi giống như một cái người thai phụ bình thường đó. Còn những cái thông tin chi tiết thêm thì có thể là em liên hệ phòng chỉ định tiến để bác sĩ Hoàng sẽ có cái trao đổi riêng với em về khía cạnh em là bệnh nhân, thì nó sẽ tốt hơn cho em khi mà chúng ta trao đổi trên cái diễn đàn khoa học. Trên diễn đàn khoa học thì ở trường hợp của em có thể bắt đầu là có triệu chứng rồi là dùng cái gói điều trị tại nhà, có nghĩa là gói B. Dĩ nhiên là gói A trước đó là em dùng là tăng đề kháng, sốt, nếu em sốt, đây em nói em không có sốt thì thôi, không cần hạ sốt, dùng tăng đề kháng, dùng vitamin C, polyvitamin em uống vô. Em có thể là bắt đầu em dùng cái gói là corticoid, là cái kháng viêm, kháng đông em có thể sử dụng được rồi. Nha. Và sau đó tùy vào diễn tiến em sử dụng khoảng 3 ngày thôi. Sau đó tùy diễn tiến lâm sàng thì bác sĩ sẽ tư vấn cho em uống nhiều thêm. Đây là câu trả lời của em đối với lại bạn bác sĩ ở Nghệ An. Em xin hết. Liên quan đến vấn đề này có của bệnh viện thành phố Thủ Đức, mà không biết là bác sĩ Hoàng Tuấn có raise hand thì có ra đọc cái không, thì xin mời mở mic để trao đổi với bác sĩ Hoàng ạ. Bác sĩ ở thành phố Thủ Đức có ý kiến rằng là không thở oxy thì chống chỉ định sử dụng corticoid, đặc biệt là đối với chị Nghệ An trong giai đoạn tăng sinh virus. Mời bác sĩ ở thành phố Thủ Đức ạ. Chúng ta bác sĩ ở phố Thủ Đức đó chị. Dạ vâng, xin mời. Dạ thì em cũng có kinh nghiệm điều trị COVID tại bệnh viện, em cũng thành lập bệnh viện COVID đó, nên là đối với vấn đề sử dụng đề xa với là tăng đông đó thì cũng sử dụng nhiều cho những bệnh nhân, và nên là những cái guideline của Bộ Y tế hay của thế giới thì cũng được chia sẻ nhiều chị. Thì đặc biệt cho những bệnh nhân corona này thì nó có hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn tăng sinh virus là trong khoảng 10 ngày đầu kể từ khi có triệu chứng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn viêm, như bác Anh đã nói là giai đoạn phần mềm phổ cứng là từ ngày 10 trở đi.
thì cái giai đoạn đầu nếu mình sử dụng corticoid khi chưa bệnh nhân chưa có triệu chứng cần phải thở oxy thì rất là có hại, vì nó sẽ ức chế miễn dịch của cơ thể, làm tăng cái lượng tải lượng virus lên, nên là những cái tổ chức lớn như là NIH hay là của châu Âu đều chống chỉ định. Lúc đầu người ta khuyên là sử dụng corticoid, nhưng mà lúc sau thì người ta khuyên là chưa thở oxy thì chống chỉ định dùng corticoid luôn. Chứng cứ nó khuyên ra khuyên cáo là mức độ 3A trong cái guideline mà người có thể tra cứu cái guideline COVID điều trị chích mạnh hơn. Đó về vấn đề corticoid. Còn về vấn đề tháng đông thì Bộ Y tế, anh theo của Bộ Y tế thì bệnh nhân là từ mức độ vừa trở lên, tức là bệnh nhân có đau họng nhưng đặc biệt bệnh nhân phải có khó thở và FD khó thở thì mới sử dụng kháng đông. Còn những cái bệnh nhân cần điều trị tại nhà chỉ có ho đau họng hoặc không triệu chứng thì không sử dụng kháng đông đối với những trường hợp người bình thường. Còn trên thai phụ thì em tìm hiểu thì cũng chưa thấy ra cái khuyến cáo nào đặc biệt khác sử dụng kháng đông cần phải tăng liều. Dạ, xin hết ạ. Chắc xin phép. Dạ, em xin phép nói lại cái vấn đề này cho rõ. Cho đến giờ này cái phác đồ của Bộ Y tế, Sở Y tế cả phác đồ của các nơi đó, có thầy phụ cũng có thầy phụ, thì chúng ta khởi đầu sử dụng cái kháng viêm, kháng đông hoặc là kháng virus là khi mà sản phụ phải có triệu chứng khó thở và bắt đầu có hỗ trợ thở oxy thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta sử dụng. Ngay cả cái gối tại nhà, và hoặc là cái khi mà nhập viện rồi, có nghĩa là phải có vấn đề khó thở thì chúng ta thống nhất với bạn là chúng ta bắt đầu có triệu chứng khó thở mà chúng ta có thể là chúng ta đo được cái bằng những chỉ số đủ khách quan như là cái SpO2 lúc này bắt đầu giảm hoặc là cái nhịp thở bắt đầu tăng. Thì nếu ở nhà mà người ta cái người bệnh nhân có thể xác định được là nhịp thở mình bắt đầu tăng hoặc là SpO2 bắt đầu giảm rồi thì rồi bắt đầu là mình cảm thấy là mình là thở hụt hơi, khó thở rồi thì mình liên hệ ngay cái cơ sở y tế. Trong trường hợp mà bác sĩ chúng ta chưa tới thì chúng ta có thể là chúng ta lấy cái gói số 2 đó, hiện tại là đang được phát ở những cái bệnh nhân đang điều trị ở nhà. Còn trong cơ sở y tế chắc chắn rồi, như nãy bác sĩ Kỳ cũng có trình bày, các chị thấy là chúng tôi bắt đầu sử dụng kháng đông kháng viêm khi là có từ vô thể trung bình, có nghĩa là bắt đầu vô viêm phổi rồi mới bắt đầu là sử dụng. Thì cũng thống nhất với lại bạn luôn về cái phần ý kiến đó. Thì cũng xin lỗi là đây hồi nãy tập cái phần câu hỏi của bạn á thì thiếu cái phần là bạn có triệu chứng ở mức độ nhẹ nhưng mà chưa vô khó thở, cho nên là bạn chưa dùng cái kháng đông kháng viêm được. Xin lỗi phần này, tại đọc thì đọc không thấy là tự cái phần là khó thở, nhưng mà đọc kỹ lại thì đúng là không sốt, có biểu hiện chỉ có đau họng mỗi cơ khó khăn thôi. Hiện tại là không sốt, chỉ có là đau họng mỗi cơ khó khăn, không có khó thở, cho nên là hiện tại là cái bác sĩ ông Nghệ An á là chưa dùng nha. Xin lỗi, nó là lại cái phần này, cho nên là chưa dùng cái kháng đông cũng như là cái kháng viêm ở giai đoạn này. Đó, dạ, xin phản hồi lại như vậy. Xin cảm ơn các bác sĩ. Bác sĩ ở bệnh viện Thủ Đức cho tôi hỏi một cái được không ạ? Dạ. Bác sĩ ở bệnh viện Thủ Đức cho tôi hỏi cái là nếu mà trong thai kỳ á mà dùng cái thuốc mà kháng virus thì có chống chỉ định không? Ví dụ như remdesivir. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, hiện tại của ở bệnh viện em thì chưa có xài trên thai kỳ, nhưng mà em đọc hướng dẫn thì xài thì phải tư vấn với người nhà chứ còn lợi ích của nó thì vẫn không có nghiên cứu, hay người ta thấy cũng không có gây quái thai à? Là bởi vì việc này rất là quan trọng. Nếu mà vào cái pha 1 đó, tức là cái pha mà virus tăng đang nhân bản đó, mà nếu mà chúng ta chỉ định mà sử dụng cái thuốc kháng virus đó, cho những cái người thai phụ thì không biết có được không? Chưa nghe cái này. Dạ, được sự tài kiện phải tư vấn với người nhà lợi và hại à? Thì hại thì cũng không có gây quái thai gì à? Vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Tôi xin phép ý kiến.
Thưa các chị thì tôi tiếp theo cái ý của bác sĩ Thanh hồi nãy đó, thì chúng ta cũng nắm rõ là cái diễn tiến bệnh nó có 3 giai đoạn, thật sự thì 4 giai đoạn, nhưng mà giai đoạn đầu là giai đoạn u bệnh, giai đoạn chúng ta rất khó xác định, thành ra là thực tế thì chúng ta nắm 3 giai đoạn thì nó chắc chắn hơn. Cái vấn đề tôi muốn đặt ra ở đây á, là vấn đề sử dụng kháng đông. Kháng đông á, của chúng ta đó là cái xét nghiệm để đánh giá sử dụng kháng đông. Cái xét nghiệm mà các bạn chụp X-quang thấy tổn thương phổi là giai đoạn muộn rồi. Như bác Thanh nói là cái phổi mà giai đoạn mềm á, thì nó chỉ có tổn thương gây thuyên tắc vi mạch phổi thôi. Và cái xét nghiệm để chúng ta phát hiện sớm nó được á, là không phải là X-quang mà là CT. Thật sự X-quang là hình ảnh gián tiếp của cái viêm vô kẽ sau đó rồi. Thì tôi xin ý kiến bác sĩ Thanh á, là cái vấn đề chỉ định CT trên thai phụ như thế nào? Chỉ định khi nào thì có được chỉ định và khi nào thì chúng ta cũng chỉ định sử dụng CT để mà chúng ta có thể quyết định cho sản phụ đó. Còn vấn đề sử dụng kháng đông thì kháng đông ở đây chắc có lẽ là các bác sĩ nói nhiều ở kháng đông ở đây là còn sử dụng kháng đông chích rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta đứng ở một người mà một cái diễn tiến bệnh COVID của F0 thì nếu như các bạn chẩn đoán được một cái giai đoạn sớm của một cái thuyên tắc vi mạch thì chúng ta có thể sử dụng kháng đông uống bắt đầu giai đoạn sớm thì nó vẫn có hiệu quả, tốt hơn là chúng ta không sử dụng gì và chúng ta chờ tới khi chúng ta cần phải sử dụng kháng đông chích. Thì cái này thì các bạn tài liệu thì nó cũng đã nói rồi, chúng ta cũng thấy rồi. Thì như vậy thì cái sử dụng kháng đông là một vấn đề mà nó ở giai đoạn nào chúng ta xác định được bằng cái gì để chúng ta sử dụng. Rồi tôi tới một cái vấn đề là ở sản phụ có đặt nội khí quản thì bác sĩ Thanh cũng nói là tốt nhất là chúng ta đừng đặt nội khí quản. Bệnh nhân mà đặt nội khí quản thì có đường đặt vô nhưng mà không có đường khó. Thì Thanh mình ra là nếu mà đã đặt nội khí quản mà ở trên cái thai 30 tuần, 31 tuần, 32 tuần thì ở cái tuổi thai nào thì chúng ta có cái hướng cứu được em bé là vấn đề là hết sức là trăn trở của các bác sĩ lâm sàng. Nếu mà chúng ta đặt mà diễn tiến của cô đó nặng, đặt một cái quản diễn tiến nặng phải điều trị kháng đông vân vân và vân vân không đáp ứng thì cái thai 30-31 tuần tôi nghĩ là nếu như chúng ta đã cân nhắc kỹ thì chúng ta có thể quyết định là cái việc chấm dứt thai kỳ một cái thai ở cái giai đoạn tuổi thai 30-31 tuần. Vì hiện nay nhiều cơ sở chúng ta đã nuôi được cái thai 30-31 tuần. Đương nhiên là cái này cũng là một cái vấn đề pháp hành lang pháp lý mà cần phải được mở ra từ các bác sĩ chúng ta và cái sự thỏa thuận đồng thuận của người nhà thì chúng ta mới có thể định được. Thì cái này là bác sĩ Thanh thì cũng sẽ có cái chỉ đạo xin ý kiến. Cảm ơn bác sĩ Tuấn. Cái thường thì trong cái COVID-19 này thì cái vũ khí chúng ta sử dụng nhiều nhất là cái X-quang phổi. Còn cái CT phổi á, thì nó có nhiều giá trị nhưng mà rất khó thực hiện và hầu như là rất ít chỉ định CT phổi. Để chúng ta đánh giá xem là cái việc là có huyết khối hay không và có cần sử dụng các cái thuốc kháng đông hay không thì một cái xét nghiệm mà hay sử dụng nhất là D-dimer. Và sử dụng D-dimer thì đó là một cái mạng cơ. Thì hiện nay là trên các cái hướng dẫn thì đều có sử dụng, chúng ta có thể dựa vào đó. Trong trường hợp là bác sĩ Hoàng Tuấn nói đúng là không phải trường hợp nào chúng ta cũng sử dụng kháng đông được tiêm, mà chúng ta có thể sử dụng kháng đông được uống. Ví dụ như là sử dụng biệt dược Sarento đó, hoặc là sử dụng các cái generic chúng ta có thể sử dụng. Và chúng ta có thể sử dụng sớm để mà ngừa cho người ta không vào cái giai đoạn phổi cứng hay là giai đoạn mà tổn thương phổi nặng đó là tốt nhất. Còn cái thứ bác sĩ Tuấn nói là cái tuổi thai nào thì ở Từ Dũ hiện nay và cũng như Từ Dũ đưa các cái kíp mổ đi các bệnh viện mà hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 thì nói chung là tùy thuộc vào từng trường hợp và chúng ta chỉ định. Có những trường hợp là chúng ta chỉ định đưa em bé ra là bởi vì em bé trong cái môi trường thiếu oxy như vậy thì cũng không có tốt. Và một trong những cái đặc tính là của người thai phụ khi mà bị cái COVID-19 là đặc tính của người thai phụ là cái thứ nhất là khi họ mang thai thì nó đẩy cái cơ hoành lên, cho nên cái dung tích thở của cái người thai phụ nó bị giảm sút so với người phụ nữ bình thường, cho nên đó là một yếu tố làm tăng nặng cho cái việc là người thai phụ mà lại bị nhiễm SARS-CoV-2. Cái thứ hai là có em bé ở trong bụng, cho nên cái nhu cầu oxy của người thai phụ tăng lên gần như là gấp đôi.
Cho nên chính vì đó khi mà bị nhiễm COVID-19 rồi thì lại càng dễ tăng nặng. Cho nên cái mục tiêu mà chúng ta lấy em bé ra khỏi cơ thể của người phụ nữ là nhằm mục tiêu cái nhất là cứu em bé. Nhưng ở trong ở đây thì còn có cái mục tiêu là cứu bà mẹ. Cho nên có một số trường hợp 28 tuần, 29 tuần, 30 tuần chúng tôi vẫn phải mổ lấy thai đưa ra để nhằm mục đích là cho bà mẹ tăng cái dung tích thở, và cái thứ hai là để cho các bác sĩ hồi sức đó, có thể thoải mái trong cái điều trị hồi sức và cứu cho người mẹ. Cho nên cái tuổi thai ở đây mang tính chất tương đối cho bác sĩ hoàn toàn. Mang tính chất tương đối là cái mốc mà chúng tôi đưa ra 32 tuần là không phải lúc nào cũng phải thích như vậy. Và lúc này là chúng ta ưu tiên cái tính mạng của bà mẹ. Cho nên cái việc mà quyết định lấy thai ra như thế nào thì tùy các bác sĩ hội chẩn để chúng ta quyết định thôi. Và ở tại bệnh viện từ dũ thì vẫn có những trường hợp buộc là chúng ta phải mổ lấy thai trong lúc mà 28, 29 hoặc 30 tuần. Kể cả chúng ta đưa kíp mổ sang các bệnh viện khác, ví dụ như là bệnh viện Bệnh nhiệt đới, hay là bệnh viện 175, hay là bệnh viện Lê Văn Thịnh chẳng hạn, thì chúng ta vẫn phải lấy thai ra sớm bằng cái mổ lấy thai để sau đó là để các bác sĩ hồi sức họ tiếp tục điều trị cho người mẹ. Thì thành thử anh chị em có ý kiến thêm về cái vấn đề này, xin mời anh chị em ạ. À, còn có thêm hai câu hỏi về hai cái vấn đề mà các cái đầu cầu rất là quan tâm. Thứ nhất là đề vaccine, tiêm ngừa vaccine cho thai phụ 13 tuần và Bộ Y tế có quy định là phải tiêm ở đơn vị cấp cứu sản khoa. Thì có các cái đầu cầu hỏi rằng là có cần thiết hay không, có bắt buộc hay không. Và cái thứ hai là có bệnh viện hỏi là cái chỉ định để được chuyển vào bệnh viện COVID sản phụ khoa của như là Từ Dũ, Hùng Vương, thì cái điều kiện lâm sàng là như thế nào? Bây giờ chắc là xin mời các bác có viên mình chia sẻ ạ. Về cái vaccine thì chắc là để tôi trả lời. Cái vaccine dạ. Thì tôi tham gia vào trong cái hội đồng chuyên môn để hôm đó xét duyệt, thông qua và bàn cãi tranh luận rất là nhiều và phải nói là quyết liệt, các anh chị. Rất là quyết liệt là bởi vì trong cái hội đồng quốc gia đó là bao gồm rất nhiều thành phần không chỉ riêng của sản phụ khoa, trong đó là có cả các bác sĩ miễn dịch học này, có cả các bác sĩ truyền nhiễm này, có cả các bác cái dự phòng này, vân vân, rất là nhiều. Sản phụ khoa chúng ta chỉ là một phần thôi. Các anh chị nhớ rằng là các cái hướng dẫn trước đó đó thì thai phụ được xem là đối tượng trì hoãn tiêm vaccine. Cho nên ở ba cái lần mà bùng phát đợt dịch lần trước chúng ta quản lý rất là tốt, và lúc đó y văn trên thế giới thì chưa nói rõ ràng gì về cái việc là thai phụ nên tiêm hay không tiêm. Cho nên lúc đó thì thai phụ vẫn là đối tượng trì hoãn tiêm. Nhưng đến lần này thì chúng tôi đấu tranh rất là quyết liệt. Trong cái buổi họp mà online đó thì đấu tranh rất là quyết liệt, và đặc biệt là khi ổ dịch bùng phát ở tại thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi đang ở trong tâm dịch đó, đang ở trong tâm dịch thì mới thấy được cái sự tàn khốc, cái sự ác liệt ghê gớm của cái COVID-19 đối với lại thai phụ. Thì cho nên vaccine lúc đó thì các cái bằng chứng trên thế giới cũng được bổ sung khá khá rồi, và các cái tổ chức lớn ở trên thế giới đều khuyến cáo rằng là thai phụ nên tiêm vaccine. Cho nên trong cái buổi hôm đó thì cuối cùng là hội đồng cũng đồng thuận là mở rộng ra là cho tiêm vaccine. Tuy nhiên thì có một cái ngưỡng mà các đồng nghiệp sản phụ khoa đưa ra và các đồng nghiệp trong cái hội đưa ra, đó là cái ngưỡng 13 tuần. Cái ngưỡng 13 tuần. Thực ra y văn trên thế giới thì không để ngưỡng 13 tuần. Nhưng mà chúng ta thận trọng, chúng ta để ngưỡng 13 tuần là bởi vì trong cái quý 1 của thai kỳ đó thì sợ rằng là có vấn đề của thai lưu, sảy thai, vân vân. Thì cho nên chúng ta tạm thời trước mắt là chúng ta để cái ngưỡng 13 tuần. Cho nên các anh chị thấy rằng là tại sao Bộ Y tế Việt Nam ghi rằng là 13 tuần trở lên thì chúng ta mới tiêm. Và hôm đó thì cũng có một câu hỏi rằng là nên tiêm ở đâu? Có thể là các nơi ngoài cộng đồng tiêm được không? Ở phường xã tiêm được không? Thì hội đồng rất là lo lắng. Bởi vì lần đầu tiên chúng ta triển khai tiêm một cái loại vaccine, mà cái loại vaccine này thì các cái chứng cứ bằng chứng thì không nhiều, đặc biệt là đối với thai phụ. Các anh chị biết COVID thì mới khởi phát từ đầu năm 2020 tới nay là gần 2 năm, cho nên các bằng chứng thì còn rất là hiếm, đặc biệt là các bằng chứng về vaccine. Mà bằng chứng về vaccine trên thai phụ thì lại còn hiếm hơn nữa. Và chính vì vậy thì mà các anh chị đều biết rằng là các cái loại vaccine mà chúng ta sử dụng đó thì đều có cái phản ứng phụ, đều có cái tỷ lệ phản ứng phụ. Trong đó các anh chị nhớ rằng là cái phản ứng phụ nặng đó, nó chiếm xuất độ khoảng 5 trên 1 triệu. Tức là trong 1 triệu người tiêm thì có 5 người có phản ứng phản vệ đó, ở mức độ nặng. Có tử vong hay không thì không dám nói, nhưng mà phản ứng phản vệ mức độ nặng. Có những trường hợp là phải thở máy, rồi có những trường hợp phải điều trị cả hạn, có những trường hợp là tử vong. Và đặc biệt là đối với thai phụ thì có liên quan đến em bé. Thì chính vì vậy thì hội đồng cũng nhất trí rằng là khi mà tiêm cái vaccine này thì bước đầu đó thì chúng ta sẽ triển khai tiêm ở các cơ sở sản khoa mà có cấp cứu. Cơ sở sản khoa mà có cấp cứu.
phòng ngừa cái trường hợp mà có phản ứng phụ. Ví dụ như là sau đó chúng ta phải cấp cứu cho thai phụ, ví dụ như là những cái biến chứng về sản khoa có thể xảy ra, ví dụ vậy, thì chúng ta tất cả các chỗ đó. Cho nên lý giải các anh chị em là tại sao cái hướng dẫn của Bộ Y tế chúng ta đưa ra rất là thận trọng là bước đầu từ ngày 10 tháng 8. Cái và lần này thì phải nói là rất là Bộ Y tế là cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ tích cực luôn. Tức là các buổi chiều mùng 9 họp xong chắc phải tới 5-6 giờ chiều thì Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký ngay cái đó và ban hành vào ngày 10. Tức là ngay sau đó, ngay tức thì là ký ngay là để mà làm sao mà không có chậm trễ, mà để cho những cái người mà thai phụ đó là có thể có điều kiện là được tiêm ngay. Càng sớm chừng nào tốt chừng đấy. Thì cho nên nó để giải thích với anh chị em là anh chị em yên tâm, trước mắt thì chúng ta có cái thận trọng như vậy mà tiêm ở các cơ sở sản khoa lớn. Có thể khi mà các cái dữ liệu an toàn rồi thì sau đó chúng ta sẽ triển khai tiêm ở các cái nơi cộng đồng hoặc là ở các trạm y tế địa phương. Vâng, còn câu hỏi gì nữa? Dạ con có hỏi về cái điều kiện, về cái điều kiện để đưa thai phụ hoặc là bệnh nhân COVID-19 đến những cái bệnh viện điều trị COVID như là Hùng Vương với Từ Dũng á, thì các cái tiêu chuẩn nhận bệnh của chúng tôi như sau. Cái thứ nhất là những trường hợp thai á, mà từ 38 tuần trở lên mà có xét nghiệm real time PCR dương tính thì chúng tôi nhận. Tức là có xác định là bị nhiễm rồi đó, hoặc là test nhanh dương cũng được, bị nhiễm rồi đó thì và từ thai từ 38 tuần trở lên chúng tôi nhận. Trong trường hợp những cái thai mà dưới 38 tuần á, mà đã xác định bị nhiễm thì chúng tôi chỉ nhận khi mà cái thai nó cần phải can thiệp cấp cứu sản khoa. Ví dụ như là cần phải mổ lấy thai, cần phải sanh, cần phải can thiệp thì chúng tôi sẽ nhận. Còn những trường hợp mà không cần phải can thiệp sản khoa và cái thai còn nhỏ đó mà chủ yếu ở đây là hồi sức, là điều trị COVID-19 đó, thì Bệnh viện Từ Dũng Hùng Vương không nhận, là bởi vì cái vấn đề là chúng tôi không chuyên về cái hồi sức và không chuyên về cái điều trị COVID, cho nên để ở các bệnh viện mà chuyên về hồi sức, chuyên về điều trị COVID thì sẽ lợi hơn là về Từ Dũng. Ví dụ như là Bệnh viện Thủ Đức này, ví dụ như là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới này, Bệnh viện Chợ Rẫy này, Bệnh viện Thủ Đức 2 này, và các cái bệnh viện chuyên về Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các cái bệnh viện chuyên về hồi sức, bởi vì lúc đó chúng ta chưa cần can thiệp chỉ về sản phụ khoa, còn khi cần can thiệp sản phụ khoa thì đưa về Từ Dũng. Hoặc là chúng tôi có thể đưa kíp từ Bệnh viện Từ Dũng hoặc là Bệnh viện Hùng Vương đưa kíp về các nơi để hỗ trợ lấy thai ra trong những trường hợp mà không thể chuyển bệnh được. Có những trường hợp không thể chuyển bệnh được, đang thở máy xâm lấn hoặc là đang phải chuẩn bị làm lọc máu, không thể chuyển về Từ Dũng hay Hùng Vương được thì chúng tôi hỗ trợ kíp tới đó để lấy thai ra, để sau đó để các đồng nghiệp tiếp tục điều trị. Cảm ơn ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Thanh ạ. Hiện tại thì trên hợp chat thì không còn có câu hỏi nào khác nữa. Tại vì các câu hỏi thì cũng tương tự nhau, cho nên là hồi nãy giờ là các bác giáo viên và các thầy cũng đã hướng dẫn. Thế là bác sĩ Kiệt có ý kiến gì không ạ? Không có ý kiến ạ. Dạ, vâng ạ. Thì nếu mà hiện tại là trên hợp chán là không còn câu hỏi nào nữa, thì nếu như vậy thì chúng ta sẽ xin phép kết thúc ở đây. Và các bạn, các anh chị nếu có câu hỏi thì các anh chị sẽ gửi cho phòng giao tiếp, chúng tôi sẽ gửi tiếp cho các bác sĩ để phản hồi cho các anh chị. Xin mời bác sĩ Hải ạ. Xin mời bác sĩ Ngọc Hải. Xin mời đỡ để chuẩn bị kết thúc thì tôi xin tóm tắt lại các vấn đề như này. Chuyển qua như vậy là chúng ta trải qua gần 3 tiếng thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm với nhau, hoàn toàn kinh nghiệm trên lý luận trong công tác khám, chẩn đoán và điều trị cái bệnh lý COVID, và đặc biệt là COVID liên quan đến thai kỳ. Thì sau khi đó chúng ta rút ra được cái đồng thuận thứ nhất là chúng ta với kinh nghiệm của chỗ chị Chi là làm ENC cho những bà mẹ bị F0 mà trong tình trạng sức khỏe tốt, tức là ở trong nhóm 1, tức là không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, thì chúng ta tiếp tục mạnh dạn ta làm ENC. Cơ sở pháp lý có và có kinh nghiệm như vậy, đây là một đường hành lang rất tốt để chúng ta mạnh dạn chúng ta làm. Cái khó làm trên người bệnh nhân COVID nó cũng khó khăn như ban đầu chúng ta làm những người bình thường, thì cái này các anh chị chúng ta mạnh dạn chúng ta làm ở trong những trường hợp
Thứ hai, các phác đồ hướng dẫn điều trị dựa trên những sinh bệnh của COVID thì các anh chị bám chặt lấy các phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Và một chia sẻ kinh nghiệm mà cho các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Hoàng Tuấn đặt ra, đó là thời điểm kết thúc thai kỳ thì các anh chị chú ý đến cái giai đoạn chuyển bệnh nặng của người thai phụ. Khi thai phụ đã chuyển từ trạng thái không triệu chứng đến triệu chứng đến tình trạng nặng hoặc nguy kịch, thì khi mà đã vào thở máy thì rất nặng, thì một trong những trường hợp mà khi chuyển lên trạng thái nặng hơn như vậy thì chúng ta cần tính toán để thời điểm lấy thai ra để giảm cái áp lực cho sinh lý bệnh của người bệnh, thì hy vọng chúng ta sẽ cứu được cả con. Tại vì trên kinh nghiệm chúng ta thấy những trường hợp mà vào thở máy, nếu chúng ta không xử lý kịp bằng cách lấy thai thì tự động cơ thể cũng tống thai ra bằng vấn đề sanh non hoặc sảy thai. Trên những bệnh nhân mà có vào thở máy thì đó là kinh nghiệm của trong đùi rú chúng tôi điều trị. Do đó, với những cái thai vượt kỳ của thai phụ mà có chuyển biến nặng thì chúng ta nên hội chẩn để chúng ta tính toán để lấy cái thời điểm lấy cái em bé ra để giảm cái áp lực cho thai phụ khi chúng ta thở máy. Mặc dù chúng ta cũng biết khi vào thở máy mà trên thai phụ thì cũng là rất rất nặng. Và một số các câu hỏi trong vấn đề điều trị bằng corticoid, điều trị kháng đông hay là dùng bằng kháng thể đơn dòng, thì cái công tác này chúng ta vẫn bám sát và để chúng ta điều trị. Và trong quá trình thực hành lâm sàng, nếu anh chị thấy có khó khăn cần hội chẩn thêm với chúng tôi, xin nói là hội chẩn hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, vì chúng tôi đang điều trị từ hôm 14 tới tháng 7 tới giờ thì khoảng gần 900 ca rồi, và đặc biệt là những ca bệnh nhân nặng thì cũng khoảng độ gần 90 ca bệnh nhân từ rất rất nặng mà đến vấn đề nguy kịch. Sau đó những cái vấn đề mà diễn tiến và kinh nghiệm chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phòng chỉ đạo tuyến bác sĩ Hiền là đầu mối đã tổ chức cái cuộc họp thảo luận online rất hay và bổ ích ngày hôm nay. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các đồng cầu. Dạ, cảm ơn bác sĩ Hải, cảm ơn bác sĩ Thanh, cảm ơn các bác sĩ báo cáo viên và các bác sĩ tham luận cũng như các anh chị đã tham gia. Chúc các anh chị nghỉ lễ thật là vui vẻ và an toàn. Dạ, xin chào các anh chị ạ. Chúng ta sẽ hẹn lần sau. Nghỉ lễ vui vẻ. Dạ. Nghỉ lễ không được đi chơi. Cố gắng vượt qua đại dịch. Cố gắng sau 15 tháng 9 là chúng ta sẽ được bình thường. Bình thường mới. Bình thường. Nghỉ lễ nhiều ngày mà không được đi chơi. Không được đi đâu hết. Yeah.